Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1601, Bồ Đề Thụ sắp chết. 1. Không sai, chính là Hồ Ba Liệu Thương Pháp. Lộc Thành nhìn qua. Ngươi cũng biết công hiệu a. Phương pháp chữa thương này, kỳ thật cũng không phải chữa khỏi, mà là kích thích tiềm năng trong cơ thể, ngăn chặn thương thế trong thời gian ngắn, từ đó để sức chiến đấu khôi phục lại đỉnh phong. Là tình huống ở trên chiến trường cần khẩn cấp xử lý trọng thương, mới bất đắc dĩ dùng. Ngô Hư gật đầu. Giống như Trương Huyền đoán, bọn họ là chiến sư, vì chiến đấu mà sinh, khó tránh khỏi trọng thương. Một khi trọng thương mất sức chiến đấu, ý nghĩa bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Bởi vậy Hồ Ba tiền bối sáng chế ra phương pháp chữa thương này, kỳ thật cũng không phải chữa thương, mà là kích hoạt tiềm năng trong cơ thể, để cho người ta không bị thương thế liên lụy, vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Cái bí pháp này, từng cứu sống không biết bao nhiêu chiến sư, để bọn họ thoát ly nguy hiểm. Tình huống vừa rồi, không có cách nào lựa chọn, đành phải sử dụng. Nói không sai, vậy ngươi cũng biết bộ công pháp này thiếu hụt. Lộc Thành tiếp tục hỏi. Thiếu hụt là, một khi hiệu quả kết thúc, thương thế sẽ tăng thêm. Ngô Hư gật đầu. Không sai, thương thế xác thực sẽ tăng thêm, hơn nữa làm không cẩn thận tu vi sẽ tổn hao nhiều. Lộc Thành lắc đầu. Thầy Trương này, biết loại tình huống này của ta, từ chiêu thứ nhất, liền hạ thủ lưu tình, không có công kích chỗ ta bị thương, nếu không. Đừng nói hơn 100 chiêu, 3 chiêu ta cũng chống không được, sẽ chết tại nguyên chỗ. Cái này, không tin. Lộc Thành lắc đầu. Hồ Ba Liệu Thương Pháp áp chế thương thế, thật ra là áp chế thương thế ở một ít huyệt vị đặc thù, ta áp chế ở mấy huyệt hồng môn, trương hồi, một khi công kích mấy huyệt vị này, chân khí tất sẽ nổ tung, khó có thể khống chế thương thế. Ngô Hư gật đầu. Kích hoạt tiềm năng áp chế thương thế, kỳ thật là dùng chân khí phong bế thương thế, mà phong bế mệnh môn, ngay ở mấy huyệt đạo này. Ngươi nhìn, thấy hắn hiểu được, Lộc Thành cười khổ chỉ tay áo. Ngô Hư vội vàng nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, con người của Ngô Hư kìm lòng không được co rút lại. Chỉ thấy quần áo bên ngoài ở huyệt vị hồng môn, trương hồi, tất cả đều xuất hiện lỗ nhỏ, như kim đâm, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Đây là, hắn lưu lại. Thanh âm của Ngô Hư phát run. Không sai, chiêu thứ nhất, hắn liền phát hiện vấn đề của ta, cỏ dại quét tới, lúc ấy ta không biết, còn tưởng rằng thực lực của hắn không đủ, tiếp tục tiến công, đối phương vì không thương tổn ta, cưỡng ép biến chiêu, chỉ đại huyệt trước ngực. Lộc Thành lắc đầu, vẻ mặt kính sợ. Kỳ thật, nếu muốn sống chết quyết đấu, hắn một chiêu liền có thể chém giết ta, nhưng một mực hạ thủ lưu tình, mà ta lại không tự biết mà thôi. Cái này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Ngô Hư trắng bệch. Dưới giao đấu kịch liệt như thế, còn hạ thủ lưu tình, kia là người sao? Quả thật quá đáng sợ. Thầy Trương này, sâu không lường được, về sau gặp được, tuyệt đối không nên đối địch. Một lát sau, Lộc Thành nhịn không được nói. Vâng. Ngô Hư gật đầu. Ngay cả Lộc Huynh cũng không phải đối thủ, hắn tự nhiên không dám trêu chọc. Được rồi, mau chóng chữa thương. Sau đó ngươi cũng mau mau xung kích bán thánh, chỉ cần thành công, liền có cơ hội cùng chúng ta đi bốn đại học viện, tuyển chọn nhân vật mới, sau đó hoàn thành nhiệm vụ kia, nếu không sẽ không có cơ hội. Lộc Thành nói, yên tâm đi Lộc Huynh, lần này ta nhất định phải xung kích thành công. Ánh mắt Ngô Hư trong lóe lên một tia kiên định. Đám người Hồ Yêu Yêu đột phá bán thánh, trên đường trở về, một mực củng cố tu vi, cố gắng tu luyện. Mà Trương Huyền cũng củng cố tu vi vừa mới đến tầm phong cảnh. Một đường không nói chuyện, nửa ngày sau, trở lại Hồng Viễn Thành. Từ rời đi đến trở về, tổng cộng chỉ hơn một ngày một đêm, ngày mới sáng lên không lâu, mọi người liền thấy Hồng Viễn Thành xuất hiện ở trước mắt. Đó là, phủ đệ của ta. Tử Dương Thú phi hành một hồi, Trương Huyền nhìn xuống dưới, lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy trước đó một vùng phế tích, biến thành kiến trúc lộng lẫy, so với Hoàng Cung cũng không kém bao nhiêu. Nhất là trong đó loáng thoáng xuất hiện trận pháp, thế mà đều đạt đến cấp 6, không chỉ hội tụ linh khí, còn uy lực vô tận. Tình huống gì thế này? Trương Huyền choáng váng. Mặc dù biết danh sư học viện sẽ sửa nhà cho hắn, nhưng không cần sửa xa hoa như thế à. Ngoại nhân thấy, còn tưởng rằng đây là Hoàng Cung. Đi xuống xem một chút. Trong lòng kỳ quái, cáo từ đám người Hồ Yêu Yêu, để Tử Dương Thú bay xuống. Mới vừa rơi xuống, chỉ thấy Tôn Cường tới đón. Đây là có chuyện gì? Trương Huyền nhìn không được hỏi.
là Hồng Viễn Hoàng thất muốn sửa nhà, không cách nào ngăn được, ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể tùy bọn hắn. Vẻ mặt Tôn Cường oan ức. Danh sư học viện hỗ trợ sửa nhà, hắn có thể hiểu được. Nhưng Hoàng thất xông lại, liều mạng xây dựng, đây là muốn làm gì? Hoàng thất. Trương Huyền nháy mắt. Khuya hôm trước hình như bản thân là bị Hoàng đế bệ hạ đuổi đi, làm sao thời gian nháy mắt lại xây nhà cho hắn? Vâng, không chỉ như thế, Ngọc Thần Thanh bệ hạ đã tới thăm hỏi 3 lần, nói muốn gặp ngươi. Tôn Cường nói tiếp. Còn muốn gặp ta? Trương Huyền càng thêm mê man. Vị Hoàng đế bệ hạ này hỉ nộ ái ố rất kỳ quái a hát, để cho người ta không hiểu rõ nổi. Nhưng mê man không lâu, liền có người thông bẩm, Ngọc Thần Thanh bệ hạ lại tới. Để hắn vào đi. Trương Huyền khoát tay áo. Mặc dù không biết trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì, nhưng vừa vặn cũng muốn mượn thánh giả bồ đề thụ của đối phương dùng một chút, người đã đến, vậy liền thuận tiện hỏi. Chương 1602, bồ đề thụ sắp chết. 2. Vâng. Tôn Cường đi ra ngoài, không lâu sau, Ngọc Thần Thanh bệ hạ liền đi tới, nhìn thấy hắn, vội vàng ôm quyền. Thầy Trương. Phân chủ khách ngồi xuống, Trương Huyền nhìn qua. Bệ hạ, người phái người giúp ta xây dựng phủ đệ, không biết là có chuyện gì. Trước đó có chút hiểu lầm, thấy phủ đệ của ngươi biến thành như vậy, mới phái công tượng tới, không biết thầy Trương có thỏa mãn hay không. Ngọc Thần Thanh vội nói. Hiểu lầm. Trương Huyền lắc đầu. Không có gì. Chuyện ngày đó, thật đúng là không để trong lòng. Người sai là mình, làm sập cả sảnh yến hội của con gái người ta. Thầy Trương không tức giận là tốt rồi. Thấy trên mặt đối phương không có bất kỳ cái gì không vui, Ngọc Thần Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ sợ đắc tội đối phương. Chẳng qua xem ra, đối phương không để ở trong lòng. Cũng khó trách, danh sư có thể tiện tay sáng chế công pháp lợi hại như thế, tự nhiên rất mực khiêm tốn, không quan tâm những tục sự này. Ta nghe nói, hoàng thất các ngươi có một gốc thánh giả bồ đề thụ, không biết ta có thể mượn dùng một chút hay không? Lại hàn huyên một hồi, Trương Huyền trực tiếp mở miệng. Bồ đề thụ. Sắc mặt Ngọc Thần Thanh trắng nhợt, vẻ mặt khó xử. Cái này. Không tiện. Trương Huyền cau mày. Bản thân mượn dùng là vì cứu chữa Ngụy Như Yên, có tiền lệ của thập diệp hoa, đương nhiên sẽ không để nó tử vong, đối phương thật không muốn cho mượn, thật cũng không có cách nào. Không phải. Ngọc Thần Thanh lắc đầu, than thở một tiếng. Nói thật với thầy Trương A, cây thánh giả bồ đề thụ này, không biết nguyên nhân gì, đã xuất hiện khô héo, nhất là 2 năm gần đây, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Ta dùng đủ loại thủ đoạn, nhưng không thể cứu vãn. Hiện tại, mặc dù không tử vong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Khô héo. Trương Huyền sững sờ. Còn tưởng rằng đối phương không muốn cho mượn dùng, không nghĩ tới gốc cây này khô héo. Đúng vậy, 2 năm này, mời trên 100 dưỡng dược sư tới, đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào. Vẻ mặt Ngọc Thần Thanh cô đơn. Thánh giả bồ đề thụ xuất hiện biến cố, là một đại bí mật của Hoàng thất, một mực che giấu rất kỹ, vốn hắn không muốn nói, thầy Trương đã hỏi thăm, biết rốt cuộc ẩn không nổi. Có thể mang ta đi nhìn xem hay không? Trần chờ một chút, Trương Huyền nói. Thầy Trương muốn nhìn. Ngọc Thần Thanh sững sờ. Không sai. Ta có đọc lướt qua dưỡng dược, có lẽ có thể giúp ngươi tìm ra mấu chốt. Trương Huyền giải thích. Hắn từng giải quyết qua vấn đề dưỡng dược, không xa lạ gì nghề nghiệp này. Thầy Trương có đọc lướt qua dưỡng dược, quá tốt rồi. Nghe được hắn nói như vậy, ánh mắt Ngọc Thần Thanh sáng ngời, hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên. Thầy Trương này có vô số sự tích thần kỳ, gần đây hắn nghe đến lỗ tai mài ra vết chai, người khác giải quyết được hay không, hắn không dám xác định. Nhưng vị này ra tay, có lẽ thật có hy vọng. Biết thầy Trương muốn giúp hắn điều trị thánh giả bồ đề thụ, không do dự nữa, 2 người trực tiếp ngồi thánh thú phi hành, bay về phía Hoàng cung. Đi vào Hoàng cung, Ngọc Thần Thanh dẫn đường, lượn quanh không biết bao xa, lúc này mới đi đến một tiểu viện. Bồ đề thụ ngay ở trong tiểu viện này. Ngọc Thần Thanh chỉ về phía trước nói. Cái này, Trương Huyền cau mày. Cái viện này, hắn đích xác chưa từng tới, có điều. Bên trong hầu như không có bất kỳ trận pháp gì, thánh giả bồ đề thụ chân quý như thế, chẳng lẽ lại tùy ý bày đặt, không cần bất luận bảo hộ gì. Dường như nhìn ra hắn kỳ quái, Ngọc Thần Thanh nói. Bồ đề thụ này, chỉ có tác dụng với tu luyện công pháp đặc thù, tẩm bổ linh hồn, nói trắng ra, chỉ có tác dụng với Ngọc gia chúng ta, những coi như người khác ở bên cạnh, cũng không có hiệu quả gì. Lại thêm bản thân đã có linh tính,
không thích bị trận pháp bao phủ, cho nên. A hát. Trương Huyền gật đầu. Rất nhiều thánh dược lợi hại giống như thánh khí, nắm giữ linh trí của mình, bị trận pháp bao phủ, sẽ rất khó hấp thu thiên địa linh khí, quả thực không nguyện ý. Trong khi nói chuyện, hai người đẩy cửa đi vào, trong viện lập tức có mấy lão giả tiến lên đón, vẻ mặt cung kính. Bệ hạ. Mấy này lão giả, tu vi đều đạt đến thánh giả, hẳn là chuyên môn ở chỗ này chiếu cố bồ đề thụ. Thầy Trương, kia chính là bồ đề thụ. Ngọc Thần Thanh chỉ về phía trước. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một cây đại thụ đứng sừng sững ở trong viện, to hơn một người, cao mười mấy mét, thoạt nhìn vô cùng khí thế. Chỉ là lá cây đã khô héo, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, thân cây cũng bắt đầu trắng bệch, hiện ra xu thế khô héo. Quả thực sắp chết. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền nhíu mày. Hiện tại là mùa xuân, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, cây đại thụ này lại cực kỳ suy bại, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, vừa nhìn liền biết bệnh rất nặng. Nếu không phải hoàng thất tài đại khí thô, chỉ sợ sớm đã chết. Ta có thể đến trước mặt nhìn xem hay không? Khoảng cách xa như vậy, cũng nhìn không ra vấn đề, Trương Huyền nói. Đương nhiên có thể. Ngọc Thần Thanh gật đầu, chẳng qua lời còn chưa nói hết, một lão giả trước đó nghênh đón tiến lên một bước. Bệ hạ, hiện tại ai cũng không thể tới. Chương 1603, Trương Huyền đốt cây, 1. Triệu lão, thầy Trương này, là ta chuyên môn mời tới hỗ trợ điều trị bồ đề thụ, có trình độ rất sâu với chức nghiệp dưỡng dược. Thấy lão giả ngăn cản, Ngọc Thần Thanh vội vàng giới thiệu. Đây đều là dưỡng dược sư chuyên nghiệp chuyên môn mời tới, nếu không phải bọn họ, gốc thánh giả bồ đề thụ này khẳng định đã sớm chết. Điều trị bồ đề thụ, hắn, một gia hỏa lông còn chưa mọc đủ, sẽ không phải là lừa đảo gì, hại chúng ta đánh bạc mạng già cứu lại nữa chứ. Triệu lão liếc qua, trên mặt không vui. Triệu lão, thầy Trương là người có bản lĩnh lớn, không giống những người trước kia. Ngọc Thần Thanh xấu hổ. Không giống, hắc hắc, mỗi lần không phải đều nói như vậy, kết quả thì sao? Triệu lão hất ống tay áo. Nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta đi là được, không cần thiết mời hết cái này đến cái khác, hại tất cả cố gắng trước đó của chúng ta uổng phí. Không sai, bệ hạ không tin tưởng chúng ta, rời đi là được. Mấy lão giả khác cũng tới trước mặt, cả đám đều không quá cao hứng. Chuyện này, nếu như không tin, sao ta có thể giao bồ đề thụ trọng yếu nhất của Ngọc gia cho các ngươi điều trị? Ngọc Thần Thanh vội vàng giải thích. Tin tưởng thì không cần mời những người không đứng đắn, lung ta lung tung khác, chúng ta sẽ dùng hết toàn lực, còn có thể cứu sống hay không, chỉ có thể dựa vào số trời, ta thực không muốn cứu giúp một lần nữa. Triệu lão khẽ nói. Những năm này Ngọc Thần Thanh mời không biết bao nhiêu dưỡng dược sư, trong đó không thiếu mua danh cầu lợi, không những không chữa khỏi, còn làm hại bồ đề thụ bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, là bọn họ đánh bạc tính mạng cứu chữa, mới có thể bảo tồn. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần thấy dẫn người tới, bọn họ đều nhức đầu. Nhất là nhìn thấy vị này, chẳng qua 20 tuổi, liền tự xưng dưỡng dược sư, còn có tạo nghệ rất sâu. Có thể tín nhiệm mới lạ. Dưỡng dược. Mặc dù không được xác lập là chức nghiệp đặc thù, nhưng lại có truyền thừa đặc biệt, hơn nữa giống như y đạo, không phải chỉ học được chút lý luận liền có thể làm tốt, càng nhiều hơn chính là thực tiễn. 20 tuổi, coi như vừa ra đời bắt đầu học, lại có thể học tập bao nhiêu? Cái này, Ngọc Thần Thanh xoắn xuýt. Muốn nói năng lực luyện đan, luyện khí của thầy Trương, hắn khẳng định không nghi ngờ, nhưng dưỡng dược. Còn thật không dám xác định, đang không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy thanh niên bên người. Không để ý mọi người tí nào, thẳng tắp đi tới bồ đề thụ, trước cây bố trí trận pháp, một là trò đùa, căn bản ngăn không được, thời gian nháy mắt liền đến trước mặt, đưa tay sờ lên trên cành cây thô to. Ngươi làm gì? Không nghĩ tới nói nhiều như vậy, tiểu tử này còn dám tới gần, hơn nữa đi sờ cây, đám người Triệu lão nhất thời nổ tung, cả đám tóc dựng lên, cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến. Không làm cái gì? Trương Huyền sờ qua đại thụ xong lắc đầu. Nhìn về phía Ngọc Thần Thanh. Nếu như đám người kia muốn đi, đuổi đi là được, dù sao cũng không có tác dụng gì. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi từ nơi nào tới? Hồng Viễn Đế Quốc, dưỡng dược thế gia chỉ bấy nhiêu, ngươi là hậu nhân của ai? Tuổi không lớn lắm, nhưng giọng điệu không nhỏ. Rất nhiều lão giả đồng thời nổ tung. Trước đó Ngọc Thần Thanh mời tới không ít dưỡng dược sư, mặc dù rất có danh tiếng, nhưng vẫn rất tôn trọng bọn hắn. Dù sao ở Hồng Viễn Đế Quốc, mấy người bọn hắn xem như tồn tại đỉnh phong nhất.
Cái tên này, thấy tiền bối không vấn an ngược lại cũng thôi, còn nói để nhóm người mình rời đi. Còn nói không có tác dụng gì, thật to gan. Ta nói chính là sự thật, một chứng bệnh đơn giản như vậy, cũng nhìn không ra, còn nói có thể cứu sống hay không bằng số trời. Các ngươi là tới chữa bệnh, hay muốn gốc bồ đề thụ này chết sớm một chút? Trương Huyền nhấc mí mắt. Sau khi đi tới, hắn dùng minh lý chi nhãn liền nhìn ra một vài vấn đề, chẳng qua không dám xác định, lúc này mới tiến lên dùng thư viện kiểm tra, liền nhìn không sai biệt lắm. Chứng bệnh không phức tạp, nhưng chỉ bằng vào bề ngoài chẩn bệnh, lại rất khó. Ngươi, Triệu lão nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Đơn giản, ngươi biết gốc bồ đề thụ này mắc chứng bệnh gì sao? Coi như ta nói, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Trương Huyền thản nhiên nói. Đám người kia, ở đây không biết bao lâu, ngay cả chứng bệnh gì cũng không biết, cha cũng không tra ra, giải thích khẳng định cũng không rõ ràng, lãng phí miệng lưỡi với đối phương, còn không bằng không nhiều lời. Ngươi, đám người Triệu lão tức giận suýt nổ, không ngừng run rẩy. Dưỡng dược thế gia ở Hồng Viễn Đế Quốc, mấy người bọn họ tuyệt đối là đỉnh phong nhất, cường đại nhất, từ trước tới nay đều là xem thường người khác, còn là lần thứ nhất bị người xem thường như vậy. Nói có thể nghe hiểu sao? Tiểu tử, người từ nơi nào xuất hiện, cuồng như thế, kiêu ngạo như vậy, người nhà ngươi biết sao? Được rồi, bệ hạ, đừng chậm trễ, nếu không gốc bồ đề thụ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Trương Huyền dọc theo tiểu viện dạo qua một vòng, khoát tay áo. Bị chúng ta giết chết, tốt, ngươi thử nói xem, làm sao sẽ bị chúng ta giết chết. Thấy tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng quá mức, Triệu lão rốt cuộc kìm nén không được, mấy bước đi tới trước mặt. Rất có khí phách, chỉ cần đối phương nói không đúng, sẽ ngay tại trận đánh chết. Cũng khó trách, cường giả thánh cảnh, lại thêm nhân vật đỉnh phong của dưỡng dược thế gia, sớm đã quen người khác tôn trọng, coi như Ngọc Thần Thanh bệ hạ, cũng lễ ngộ rất nhiều, không dám ác ngôn đối mặt, tên này ngược lại tốt, tuổi không lớn lắm, lại không kiêng nể gì cả. Một chút cũng không có để hắn vào mắt. Chương 1604, Trương Huyền đốt cây 2. Các ngươi ở chung quanh bày cửu cửu hợp linh trận, nếu như không nhìn lầm, là cưỡng ép giúp nó truyền vào linh khí, kích hoạt linh tính a. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn tới. Ngươi biết cửu cửu hợp linh trận? Triệu lão sững sờ. Vừa rồi thấy gia hỏa này nói chuyện khó nghe, còn tưởng rằng giống như trước đây, là loại mua danh cầu lợi, không nghĩ tới, liếc mắt liền nhìn ra mục đích của bọn hắn. Cửu cửu hợp linh trận, là một trong mấy bí pháp bất truyền của dưỡng dược thế gia, có thể giúp linh dược thậm chí thánh dược đánh mất linh tính một lần nữa kích hoạt linh tính, để nó lần nữa tỏa sáng thanh xuân, tất nhiều dưỡng dược sư cũng không biết. Thánh giả bồ đề thụ trước mắt này, đã khô cạn sắp chết, trải qua bọn họ nhiều phương diện dò xét, hẳn là linh tính tiêu tán, lúc này mới tốn hao đánh đổi to lớn, bố trí ra trận pháp, muốn kích hoạt. Chẳng lẽ, cái này có vấn đề? Không chỉ biết, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi còn tập hợp linh tính của 18 loại thánh dược, muốn mạnh mẽ truyền vào, kết quả. Thất bại. Trương Huyền thản nhiên nói. Cái này. Triệu lão cùng mấy vị dưỡng dược sư khác liếc mắt nhìn nhau, từng người nghẹn họng. Đối phương nói không sai, bọn họ đích xác tập hợp linh tính của 18 loại thánh dược, mưu toàn bổ sung cho gốc bồ đề thụ này, kết quả. Thất bại. Chuyện này, chỉ có mấy người bọn họ biết, hoàng đế bệ hạ cũng chưa nói qua, tên này làm sao biết được. Chẳng lẽ chỉ nhìn thoáng qua, điều đó không có khả năng a hát, truyền vào linh tính, cực kỳ phiền phức, một khi thất bại, không có dấu vết tìm kiếm, xem như bọn họ cũng nhìn không ra, kẻ trước mắt này, làm sao có thể nhìn ra. Gốc bồ đề thụ này, bản thân còn sống, linh tính vẫn còn, nhưng các ngươi cưỡng ép truyền vào một loại linh tính khác, mưu toan đoạt xá. Nó còn có thể khỏe mạnh, không bị các ngươi đùa chơi chết, đã rất may mắn rồi. Làm ra loại sự tình này, không biết mất mặt, thế mà còn ở nơi này giễu võ dương oai, cảm thấy có thể cứu sống. Người nào cho các ngươi tự tin cùng lá gan? Trương Huyền nhíu mày, hơi vung cánh tay. Ngươi, nói bậy, chúng ta thông qua đủ loại phương pháp đặc thù đo lường, của bồ đề thụ đã biến mất, làm sao có thể còn sống? Vẻ mặt của Triệu lão đỏ lên. Mấy lão gia hỏa bọn hắn, là đo lường nhiều lần, lặp đi lặp lại xác nhận, nếu như linh tính còn sống, làm sao có thể không biết? Không sai, ta thông qua kim châm trắc linh pháp, thí nghiệm 3 lần, đều không có linh tính. Lại nói, nếu như còn có linh tính, sao gốc bồ đề thụ này sẽ khô héo, lập tức tử vong? Một lão giả đi lên phía trước.
ta cũng dùng thanh yên trắc linh pháp độc môn khảo nghiệm, không có linh tính, điểm ấy chắc chắn 100%. Lại một lão giả gật đầu. Thánh dược có linh, đây là người người đều biết, một khi không xác định linh tính tử vong hoặc biến mất, liền truyền vào linh tính khác, quả thực giống như hắn nói, tương đương với cưỡng ép đoạt xá, đây không phải chữa bệnh, mà là giết thuốc. Tất cả mọi người là chuyên gia dưỡng dược chứ danh, một khi chữa thuốc không thành biến thành giết thuốc, về sau còn mặt mũi nào sống sót. Mất mặt siết mất chết. Mặc dù chúng ta truyền vào linh tính thất bại, nhưng lại để cây cối nguyên bản khô quắt lần nữa đâm chồi, lá cây biến vàng cũng được làm dịu, rõ ràng bồ đề thụ đã đi về phương hướng tốt, chỉ cần kiên trì, tất nhiên có thể cứu sống, không cần thiết nghe một tiểu gia hỏa ở đây ăn nói bừa bãi. Lại một lão giả khoát tay áo. Nghe được hắn nói, mọi người gật đầu, mặc dù truyền linh tính thất bại, nhưng lại để trước bồ đề thụ đâm chồi lần nữa, như tỏa sáng thanh xuân lần thứ hai. Đã như vậy, phải nói rõ phương hướng không sai. Không sai, lá cây đổi xanh, nhưng các ngươi đã kiểm tra rễ cây chưa? Có dấu hiệu khôi phục không? Thân cây các ngươi đã kiểm tra chưa? Là trở nên thoải mái hay càng thêm khô quắt? Trương Huyền nói. Cái này, mọi người chần chờ. Sau khi truyền vào linh tính, kiểm tra rễ cây, đúng là không tốt lắm, thân cây cũng càng thêm khô quắt, nhưng dung hợp linh tính mới, cũng sẽ có quá trình thích ứng, chẳng lẽ không đúng? Kim châm trắc linh pháp, có thể đo lường linh tính của linh dược, chẳng qua kim châm dài bao nhiêu, có đâm vào nội bộ thân cây không? Nếu như linh tính giấu ở trong đó, đo lường ra được sao? Không để ý tới mọi người chần chờ, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cái này, lão giả mới vừa nói yên lặng. Kim châm trắc linh pháp, là thông qua kim châm đâm vào, để linh tính làm ra phản ứng, tới khảo thí nó tồn tại hay không. Nếu như là một gốc dược liệu, cũng chẳng có gì. Nhưng cây lớn như thế, quả thực không cách nào đâm thủng. Thanh yên trắc linh pháp đạo lý cũng tương đồng, có thể khảo thí linh tính, nhưng nếu như linh tính của bồ đề thụ này ngủ say thì sao? Dùng phương pháp này thôi chắc, có phải giống như tiêu vong hay không? Trương Huyền nhìn về phía một vị khác. Ây! Lão giả này cũng nói không ra lời. Linh tính ngủ say, ở trong thanh yên trắc linh pháp, quả thực không khác chết chút nào. Nói nhiều như vậy vô dụng, vậy ngươi nói một chút. Có biện pháp nào có thể cứu sống bồ đề thụ? Không nói ra được, tán dóc nhiều hơn nữa cũng uổng công. Một lão giả cắt đứt Trương Huyền nói. Những người khác đồng thời gật đầu, có thể cứu sống mới là trọng yếu nhất, nếu không, nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Phương pháp. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay đầu lại. Bệ hạ, làm phiền ngươi phái người tìm mấy thùng dầu cùng lửa tới. Ta muốn đốt cây. Chương 1605. Trương Huyền đốt cây, hạ một. Đốt, là để ngươi cứu cây, cũng không phải giết cây. Vớ vẩn, quả thực sai lầm nghiêm trọng, giết chết cây, ai không biết, còn cần ngươi tới dậy. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đều gầm thét. Gia hỏa này có bị bệnh không? Mọi người nói không đáng một đồng, để hắn cứu chữa, lại muốn đốt cây. Bồ đề thụ này là bảo vật của Hoàng thất Ngọc gia, mấy người liều mạng giữ lại. Đều sợ đắc tội bệ hạ, bị chặt đầu, tên này thổi đến Gia Châu muốn nứt, vốn cho rằng có diệu chiêu gì, thế mà mở miệng muốn đốt cây. Đúng là điên. Ngọc Thần Thanh cũng nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Vốn thầy Trương lời thề son sắt, nói đến rất nhiều lão giả ngậm miệng không nói gì, hắn cảm thấy khả năng thật có bản lĩnh, nghe nói như thế mới hiểu được. Người đùa giỡn sao, bồ đề thụ vốn đã sắp chết, lại đốt, còn sống thế nào? Làm sao vậy? Muốn cứu bồ đề thụ liền động tác nhanh lên. Thấy Ngọc Thần Thanh không nhúc nhích, Trương Huyền nhíu mày. Cứu. Khóe miệng Ngọc Thần Thanh co giật. Ngươi xác định đây là cứu. Không phải nhìn nó còn có chút cành mầm, muốn hoàn toàn giết chết. Không sai. Trương Huyền gật đầu, chắp hai tay sau lưng, cũng không giải thích. Cái này. Thấy không giống nói đùa, Ngọc Thần Thanh chần chờ một chút, xoay người phân phó lão thái giám. Theo thầy Trương nói làm. Mặc dù cảm giác đối phương đốt cây rất vớ vẩn, nhưng thân là danh sư học viện viện trưởng, lại thêm rất nhiều sự kiện truyền kỳ, hắn suy nghĩ, vẫn cảm thấy có lý do tin tưởng. Mấu chốt nhất là, mấy lão giả kia đã ở đây 2 năm, bồ đề thụ không có một tia chuyển biến tốt đẹp, có thể nói, tử vong đang đếm ngược, thầy Trương đã tự tin như vậy, ai biết có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống hay không, cho dù thật chết, cũng có thể nói là mệnh số, không có biện pháp nào khác. Bệ hạ nghĩ lại. Đừng nghe tên này ăn nói bừa bãi, bồ đề thụ đã thoi thóp, chịu không được chơi đùa.
Thấy bệ hạ thật nghe đối phương, để cho người ta lấy dầu lấy lửa, lão đám người chịu tràn đầy lo lắng, vội vàng tiến lên. Bồ đề thụ đã như lão nhân bệnh nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình, còn muốn đi đốt, ngại chết không đủ nhanh sao. Chư vị đừng có gấp, thầy Trương chính là danh sư học viện. Danh sư cao minh, đã làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Ngọc Thần Thanh suýt chút nữa nói ra thân phận của Trương Huyền, vừa nghĩ tới tạm thời giữ bí mật, lúc này đổi giọng. Danh sư kiến thức rộng rãi, tầm mắt rộng lớn không giả, nhưng trên dưỡng dược, mấy người chúng ta tuyệt đối là đứng đầu nhất của Hồng Viễn Đế Quốc, còn chưa từng nghe nói qua đốt cây, có thể chữa thuốc. Thấy bệ hạ bị người trước mắt này mê hoặc, Triệu lão cũng nhìn không được nữa, sợi râu trắng như tuyết lay động, giận không chỗ phát tiết. Bọn họ là tồn tại đỉnh phong nhất của dưỡng dược thế gia, mỗi người đều liên quan một truyền thừa, nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều ca bệnh, nhưng chưa từng nghe nói, đốt cây có thể chữa thuốc. Giống như uống rượu độc giải khát, hoàn toàn trái ngược dược lý, tuyệt đối là không thể nào thực hiện. Đúng vậy, thuật nghiệp hữu chuyên công, xem như danh sư, cũng không có khả năng biết tất cả chức nghiệp, dù sao, không người có thể có bản lĩnh như thầy Khổng. Lại một lão giả nói. Truyền thuyết, thầy Khổng không chỉ là danh sư thủy tổ, càng tinh thông rất nhiều chức nghiệp, thậm chí hiện tại lưu truyền chức nghiệp, có rất nhiều đều là hắn biên soạn, sửa sang lại. Vị trước mắt này, xem như danh sư rất lợi hại, nhưng danh sư không phải cái gì cũng biết, cũng có khi thất thủ. Cái này, nghe được mấy vị lão giả nói, trong lòng Ngọc Thần Thanh cũng dao động, có điều nghĩ tới thân phận của đối phương, vẫn cắn răng. Chư vị không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, nghe theo thầy Trương an bài. Đang khi nói chuyện, lão thái giám đã dẫn người mang dầu cùng lửa tới. Thấy vị bệ hạ này, ở thời khắc mấu chốt còn có thể kiên định tín nhiệm bản thân, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, sắp xếp người dội dầu khắp cây, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới nhen lửa. Gia tộc dưỡng dược trong thiên hạ, không có một vạn chí ít cũng 8.000, thủ đoạn chữa bệnh cho linh dược càng tầng tầng lớp lớp, mấy người các ngươi, ở Hồng Viễn Đế Quốc được cho không yếu, chẳng lẽ liền đại biểu, đã biết được hết thảy thủ đoạn chữa bệnh. Trương Huyền không vội vã, quay đầu nhìn về phía mọi người. Đám người Triệu lão yên lặng, thiên hạ tri thức, đủ loại truyền thừa đâu chỉ mấy vạn, ai dám nói đều gặp. Coi như thầy Khổng năm đó, cũng không dám nói như vậy. Nếu không, cũng không có khả năng đi ngang qua một quốc gia vắng vẻ, bị hai tiểu nhi nói á khẩu không trả lời được. Linh tính của bồ đề thụ cũng không phải tử vong, mà là ngủ say, các ngươi không biết rõ ràng liền ngung cuồng hạ dược, suýt chút nữa hại chết nó không nói, còn làm cả cây dở dở ương ương. Trương Huyền lắc đầu, không nói thêm lời, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vù vù, bó đuốc rơi vào trên dầu, lửa lớn rừng rực, lập tức đốt lên. Thật đốt. Khóe miệng đám người Triệu lão co giật. Chương 1606, Trương Huyền đốt cây, hạ 2. Cùng bồ đề thụ này tiếp xúc thời gian dài, đã có tình cảm, nhìn thấy nó bị đốt, trong lòng vẫn khó mà dứt bỏ. Ngọc Thần Thanh càng lông mày nhảy loạn, hỏa diễm đã cháy, lại không cách nào quay đầu, cũng không biết tin tưởng vị trước mắt này, đến cùng nên hay không. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, nhìn hỏa diễm trước mắt, thần sắc của Trương Huyền thản nhiên, thiêu đốt một lát mới nhướng mày. Dập lửa. Vâng. Mấy tên hộ vệ vội vàng tiến lên, từng người phun ra chân khí, bao phủ bồ đề thụ. Những người này thấp nhất cũng nắm giữ thực lực đạp hư cảnh, chân khí liên hợp lại, nhẹ nhõm liền dập tắt hỏa diễm. Không còn hỏa diễm, lúc này mọi người mới nhìn rõ, bồ đề thụ trước mắt đã ngăm đen, không có chút khí tức sinh mệnh. Cũng không giải thích, Trương Huyền đi tới trước mặt, đánh tới thân cây. Liên tục đập 36 chưởng, dọc theo thân cây thô to dạo qua một vòng, lúc này mới ngừng lại. Lui về phía sau mấy bước, đi tới trước mặt đám người Ngọc Thần Thanh, bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng bóp một cái. Răng rắc, vỏ cây ngăm đen có chút thành than, phát ra thanh âm kẹt kẹt. Bỗng nhiên nổ tung. Cái này, không biết trong hồ lô tên này đến cùng bán thuốc gì. Đám người Triệu lão đang muốn hỏi thăm, đột nhiên tất cả đều sửng sốt, đứng tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Cái này, làm sao có thể? Ngọc Thần Thanh cũng vội vã nhìn sang, lúc này mới phát hiện, trong vỏ cây nổ tung, một thân cây chỉ lớn bằng cánh tay, xanh ngắt ướt át, tựa như cây khô mọc ra chồi non, nhưng mà bị mục nát bên ngoài bao vây, không cách nào chui ra mà thôi. Thân cây phía ngoài rõ ràng đã sắp tử vong, làm sao trong lõi cây xanh nhạt như thế? Tất cả mọi người ngây ngẩn, giống như gặp quỷ, không rõ ràng cho lắm. Thấy qua không ít chứng bệnh linh dược, nhưng loại sự tình kỳ quái này,
lại chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe thấy. Bồ đề thụ này, cũng không phải tử vong, mà là lâm vào ngủ say, linh tính vì tự vệ, giấu ở trong lõi cây, để bảo vệ căn cơ. Bên ngoài không còn linh tính chống đỡ, tự nhiên sẽ khô héo, tương tự như tử vong. Thấy mọi người không hiểu, Trương Huyền nhàn nhạt giải thích. Các ngươi không có phát giác, cảm thấy nó đã chết, cưỡng ép truyền vào linh tính, suýt chút nữa hủy đi căn cơ duy nhất. Thật muốn thành công, bồ đề thụ sẽ thật chết rồi. Cái này, mọi người chấn động. Đối phương nói không sai, dưới tình huống linh tính chưa chết, cưỡng ép truyền vào linh tính, rất dễ dàng gây ra bắn ngược, làm không cẩn thận chính là cục diện ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vô tận. Nói cách khác, may mắn bọn họ không thành công, một khi thành công. Bồ đề thụ chẳng khác gì bị bọn họ trị chết. Thầy Trương, bồ đề thụ, một mực sống rất tốt, tại sao lại ngủ say? Ngọc thần thanh nhịn không được nhìn qua, những người khác cũng nghi ngờ. Ta không biết, dưới tình huống bình thường, hẳn là bị tổn thương rất nặng, vì bảo hộ bản thân mới sẽ làm như vậy. 2 năm trước xuất hiện loại tình huống này, có phải từng vào lúc đó, phát sinh qua biến cố gì hay không? Trương Huyền nói, thư viện chỉ giới thiệu thiếu hụt, mà không giải thích nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này, xem như hắn cũng không rõ lắm. Cái này, không có a hát. Ngọc thần thanh cau mày, lắc đầu. 2 năm trước, danh sư học viện lão viện trưởng mất tích, luyện dược học viện Vưu Hư phó viện trưởng từng tới một lần, lấy một cành mầm, rời đi, nói là muốn bồi dưỡng thử xem, nhìn có thể cảm ứng hồn phách của lão viện trưởng hay không. Lúc khác, lại không có những người khác tiếp xúc qua. Vưu Hư, Trương Huyền cau mày. Cái tên này, lúc trước làm hại Ngụy Trường Phong chết, vì để cho Ngụy Như Yên báo thù, còn bị giam giữ ở trong phủ đệ của mình không có thả ra. Tại sao lại có quan hệ tới bồ đề thụ? Vâng, Vưu Hư viện trưởng, cũng là chuyên gia dưỡng dược, ta đã từng mời hắn sang đây xem qua, nhưng không nhìn ra vấn đề. Ngọc Thần Thanh nói tiếp. Vưu Hư là danh sư dưỡng dược tốt nhất của học viện, hắn cũng mời qua, nhưng không nói ra bệnh chứng cụ thể gì, tự nhiên không có thành công cứu chữa. Cụ thể là loại nguyên nhân nào, hiện tại truy cứu đã không có ý nghĩa, vẫn là trước nghĩ biện pháp để nó từ trong ngủ mê tỉnh lại rồi nói sau. Biết sự tình 2 năm trước, kéo tới nhiều hơn nữa, cũng nói không rõ, lại nói cùng hắn quan hệ không lớn, Trương Huyền khoát tay áo, không dây dưa vấn đề này nữa. Cũng rõ ràng đạo lý này, Ngọc Thần Thanh không nói thêm lời. Thân thể nhảy lên, lần nữa đi tới trước mặt bồ đề thụ, bàn tay Trương Huyền sờ soạng một cái, lập tức cúi đầu trầm tư. Một lát sau, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một hồ lô rượu to lớn, mở nắp bình ra, lập tức có một cỗ linh khí nồng đậm tới cực điểm thẳng tắp dâng lên, để cho người ta mê muội. Địa mạch linh dịch, ánh mắt mấy vị lão giả cùng Ngọc Thần Thanh đều sáng lên. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhận ra, trong hồ lô là địa mạch linh dịch. Loại linh dịch này ẩn chứa đại địa chi lực, đối với linh dược có tác dụng cực lớn, là bảo bối dưỡng dược hiếm có. Linh dịch tưới vào thân cây. Trên cây nguyên bản trụi lùi, lập tức mắt trần có thể thấy, mọc ra cành mầm, từng mảnh lá cây xanh nhạt tùy ý sinh trưởng. Cái này, linh tính sống lại. Thấy cảnh này, Ngọc Thần Thanh cùng rất nhiều lão giả đều kích động đến siết chặt nắm đấm. Một lần nữa mọc ra lá cây, hơn nữa tùy ý sinh trưởng, coi như ngu nữa, cũng biết linh tính của bồ đề thụ ngủ say, đã hoàn toàn thức tỉnh. Địa mạch linh dịch, nhiều nhất có thể để cho thánh dược bổ sung linh khí càng nhanh chóng hơn. Em muốn để linh tính thức tỉnh vẫn làm không được. Thầy Trương này đến cùng dùng thủ đoạn thần kỳ gì? Chương 1607, Tổ ong biến cố 1. Không đúng. Không khiếp sợ giống mọi người, Trương Huyền thì nhíu mày. Có thể kích hoạt linh tính, tự nhiên không phải dựa vào địa mạch linh dịch có thể làm được, mà là thiên đạo chân khí. Thiên đạo chân khí ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, ngay cả kịch độc cũng có thể hóa giải. Coi như linh tính của bồ đề thụ ngủ say, cũng có thể thuận lợi tỉnh lại. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, linh tính của bồ đề thụ ngủ say, như cũng không phải bị tổn thương đơn giản như vậy, mà là chúng độc, thiên đạo chân khí cực kỳ tinh thuần, đi khắp trong đó không trở ngại, bởi vậy tình huống linh tính ngủ say cụ thể, nhìn rõ rõ ràng ràng. Căn bản không phải vấn đề tổn thương bình thường, nguyên khí tổn hao nhiều, đủ loại triệu chứng rõ rệt. Mà giờ khắc này linh tính đang đối kháng một đạo kịch độc. Mấu chốt nhất là, đạo kịch độc này là thanh thần độc. Ánh mắt Trương Huyền kỳ quái. Nói tới thanh thần độc, khả năng không ít người không biết là gì, thậm chí rất nhiều viện trưởng của danh sư học viện đều không rõ lắm,
nhưng muốn nói là dùng thanh diệp liên tâm thảo cùng vô thần hoa phối chế thành kịch độc. Rất nhiều người hẳn có thể lập tức rõ ràng. Đúng là lúc trước hắn cùng Vưu Hư Y sư sinh tử đấu, người sau cho hắn dùng loại kịch độc kia. Một khi dùng loại độc này, sẽ lập tức ăn mòn trái tim cùng tinh thần, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng khó may mắn thoát khỏi, mặc dù bồ đề thụ là thánh dược, đụng phải loại kịch độc này vẫn khó có thể chống chọi. Có thể kiên trì đến bây giờ linh tính bất diệt, nói rõ mặc dù phương hướng cứu chữa của đám người Triệu lão sai, nhưng tất nhiên dùng không ít vật đại bổ. 2 năm trước, Vưu Hư tới nơi này, sau đó bồ đề thụ liền bị bệnh. Chẳng lẽ có liên hệ gì? Trương Huyền nhíu mày. Phối trí loại kịch độc này cực kỳ phức tạp, cũng ít khi thấy, Vưu Hư có, hơn nữa còn tới qua. Sẽ không phải là tên này hạ độc chứ? Nhưng Ngọc Thần Thanh có thể để cho Vưu Hư tới lấy, canh mầm, khẳng định giữa hai bên không có khả năng có mâu thuẫn. Đã như vậy, vì sao phải hạ độc? Đây là sự tình hoàng đế bệ hạ kia nhức đầu, quan hệ không lớn tới ta. Suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra, Trương Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn ra tay cứu trị bồ đề thụ, thậm chí không tiếc tốn hao địa mạch linh dịch, mục đích là vì để cho nó tẩm bổ ngụy như yên, còn ai hạ độc, vị hoàng đế bệ hạ này đắc tội người nào, không có nửa xu quan hệ tới hắn, không cần thiết truy đến cùng. Đổ sạch địa mạch linh dịch trong hồ lô, lại truyền vào mấy chục đạo chân khí, bồ đề thụ gầy yếu lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng, cành lá lan tràn đâu đâu cũng có. Tốt. Trương Huyền thở ra một hơi, nhìn qua. Đa tạ thầy Trương. Ngọc Thần Thanh kích động đến toàn thân rung rung, vội vàng đi lên phía trước. Bồ đề thụ là căn cơ của Ngọc gia bọn họ, một khi hủy diệt, chỉ sợ Ngọc gia cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, vốn cho rằng chị không khỏi, không nghĩ tới vị trước mắt nhẹ nhõm tìm ra nguyên nhân, không đến nửa ngày đã hoàn toàn chữa khỏi. Thầy Trương. Đám người Triệu lão càng đỏ mặt, hận không thể chui vào kẽ đất. Nói người ta cái gì cũng không hiểu, kết quả, đối phương nhẹ nhõm chữa khỏi bồ đề thụ, mà bọn họ những chuyên gia, này, giữ vững được 2 năm, lại đi nhầm con đường. Suy nghĩ một chút liền thấy xấu hổ. Thầy Trương, nếu như ngươi rảnh, có thể đến bài giảng cho chúng ta hay không, tôn gia ta nguyện ý lấy 100 gốc linh dược đỉnh phong cộng thêm 3 cây thánh dược ra làm học phí. Một lão giả tiến về phía trước một bước, bọn họ nhiều người như vậy cũng nhìn không ra chứng bệnh. Đối phương liếc mắt liền nhìn ra, đồng thời tìm ra phương pháp giải quyết, dưỡng dược thuật mạnh, quả thật quá đáng sợ. Nếu như có thể mời tới giảng bài, tuyệt đối có thể để cho gia tộc đột nhiên tăng mạnh, siêu việt thế gia khác ở trong tầm tay. Thầy Trương, tới Trần gia chúng ta nguyện ý ra 150 gốc linh dược đỉnh phong cùng 5 cây thánh dược. Lại một vị lão giả tiến lên, những người kia đều biết thầy Trương này ý vị như thế nào. Thầy Trương, tới Triệu gia chúng ta. Tới Lưu gia chúng ta. Nhìn thấy mấy bằng hữu đều xông về phía trước, đám người Triệu lão cũng nhịn không được nữa. Đa tạ hậu ý, tạm thời ta còn không có ý định ra ngoài giảng bài. Thấy mọi người vây quanh hắn, lại không còn cao ngạo trước đó, ngược lại cung kính giống như học sinh tiểu học, Trương Huyền lắc đầu. Không phải hắn không muốn giảng, mà là đối với tri thức dưỡng dược biết cũng không nhiều, coi như muốn giảng, cũng không biết nói như thế nào. Sở dĩ có thể điều trị bồ đề thụ. Là cộng của Minh Lý Chi Nhãn cùng Thiên Đạo Thư Viện, không có nửa điểm quan hệ tới tri thức dưỡng dược của hắn. Thật muốn giảng bài, khẳng định lộ tẩy, thấy hắn thật không nguyện ý, đám người Triệu lão đành phải thất lạc lui về phía sau. Bệ hạ, chư vị, ta vừa vặn muốn mượn dùng bồ đề thụ làm một ít chuyện riêng, khả năng liên quan bí ẩn cá nhân. Thấy bồ đề thụ hoàn toàn khôi phục, lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía mọi người. 2 năm này vất vả chư vị, giúp ta điều trị bồ đề thụ. Ta đã sai người chuẩn bị yến hội, mời chư vị theo ta. Ngọc Thần Thanh rõ ràng ý tứ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía mọi người. Đa tạ bệ hạ. Chúng ta cũng không có hỗ trợ cái gì, thực sự hổ thẹn. Mấy lão giả hiểu ý gật đầu, theo sau lưng Ngọc Thần Thanh, đi ra ngoài. Rất nhanh trong sân chỉ còn lại có Trương Huyền, chung quanh lại không nửa bóng người. Bay đến không trung nhìn thoáng qua, thấy Ngọc Thần Thanh ngay cả hộ vệ chung quanh cũng điều đi. Lệnh người ta không nên tới gần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tinh thần khẽ động, Ngụy Như Yên xuất hiện ở trước mắt. Nương theo thiên nghĩ phong sào mở rộng, mấy ngày nay một mực mang nàng theo bên người, cũng thuận tiện xảy ra vấn đề kịp thời cứu chữa, giờ phút này, chữa khỏi bồ đề thụ, hoàn toàn có thể thử xem. Phu hồn ly thể, triệu hoán hồn phách của Ngụy Như Yên ra, dùng đặc thù thủ pháp, rót vào bồ đề thụ. Chương 1608, Tổ ong biến cố 2.
Trước đó hắn liền chuyên môn quan sát, bồ đề thụ này có tác dụng tẩm bổ hồn phách, hơn nữa hiệu quả cực lớn. Hồn phách tiến vào bên trong, Trương Huyền vu hồn cũng đi theo vào, lập tức cảm thấy nàng nhận được tẩm bổ, hồn phách yếu ớt chậm rãi khôi phục. Tốc độ khôi phục thật nhanh. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không nghĩ tới thanh thần độc xâm nhập 2 năm, ngược lại thành cơ duyên của Ngụy Như Yên. Đổi lại bồ đề thụ bình thường, mặc dù thân cây to lớn, nhưng muốn tẩm bổ tiên thiên độc hồn thể như Ngụy Như Yên, khẳng định không bao lâu cũng sẽ trúng độc, cuối cùng giống như thập diệp hoa, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cây trước mắt này, bị thanh thần độc xâm nhập 2 năm, đã có được kháng độc tính nhất định, lại thêm tiên thiên độc hồn thể, gặp phải kịch độc liền thôn phệ, nọc độc sót lại trong người bồ đề thụ, đối với nàng chính là đại bổ. Nói cách khác, tiên thiên độc hồn thể tiến vào bên trong, không những không độc chết bồ đề thụ, ngược lại sẽ giúp nó thôn phệ thanh thần độc còn sót lại. Cứ như vậy, linh hồn của Ngụy Như Yên sẽ được tẩm bổ càng lớn, khôi phục càng nhanh. Như vậy tính toán ra, nhiều nhất một ngày, liền có thể đạt tới tình trạng để nàng tỉnh lại. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Trước đó một mực đang nghĩ, đi nơi nào tìm nhiều thánh dược còn sống như vậy tẩm bổ nàng, nhưng bồ đề thụ hình thể to lớn, hoàn toàn có thể đầy đủ. Xem ra mình xuất thủ cứu chữa bồ đề thụ, cũng không làm sai. Mặc dù lãng phí rất nhiều địa mạch linh dịch, nhưng chỉ cần có thể cứu sống nữ nhi của Ngụy Trường Phong, tốn hao lại lớn cũng đáng. Phu hồn trở lại thân thể, thu thân thể Ngụy Như Yên vào thiên nghĩ phong xào, liền nghe bên tai có một thanh âm vang lên. Chủ nhân, làm phiền ngươi đi vào một chuyến. Nghe được thanh âm này, Trương Huyền nhíu mày. Không phải người khác, chính là thiên nghĩ phong mẫu. Tên này thôn vệ không gian trồng chất mà thầy Khổng lưu lại, một mực mở rộng thiên nghĩ phong xào, dựa theo suy đoán của nó. Đại khái cần 2-3 tháng mới có thể hoàn thành, hiện tại chẳng qua 5 ngày, gọi mình làm gì. Nhưng đối phương cũng rất ít tìm bản thân, đã mở miệng tất nhiên có việc, lúc này cũng không nhiều lời, tinh thần khẽ động, đi vào tổ ong. Lúc này tổ ong so với lần trước lại lớn hơn gấp đôi, chừng hơn 20 mét, rộng rãi bao la, tương đương 2 sân bóng rổ. Tử dương thú cùng kim nguyên đỉnh đều đứng ở trong đó, còn cực kỳ rộng lớn, không can thiệp chuyện của nhau. Làm sao vậy? Cảm khái thiên nghĩ phong mẫu mạnh mẽ, Trương Huyền đi tới trước mặt. Chủ nhân, trước đó ta nghĩ quá đơn giản, cảm thấy 2-3 tháng có thể sửa chữa tốt nơi này, hiện tại mới phát hiện, tu vi có chút quá thấp, khả năng đã có chút khống chế không nổi không gian lớn như vậy. Thiên nghĩ phong mẫu xấu hổ, vội vàng nói. Trước đó nó lời thề son sắt, nói 2-3 tháng liền có thể biến không gian trồng chất mà thầy Khổng lưu lại, thành thiên nghĩ phong xào, có thể tùy thân mang theo. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Tu vi của nó chỉ có quy nhất cảnh, khống chế không gian đường kính hơn 10 mét, dễ như trở bàn tay, khống chế hơn 20 mét, đã có chút lực bất tòng tâm. Nhờ vào loại thực lực này, lại tiếp tục mà nói, chỉ sợ tổ ong còn không có xây xong, không gian sẽ đi đầu sụp đổ. Khống chế không nổi. Sắc mặt Trương Huyền nghiêm túc. Cũng đúng, mặc dù thể chất của thiên nghĩ phong mẫu đặc thù, quy nhất cảnh liền có thể khống chế không gian. Nhưng cũng không phải không hạn chế, thực lực không đủ, cưỡng ép mở rộng không gian, rất dễ dàng gặp phải phản phệ, cuối cùng xuất hiện rất lớn phiền phức. Có phương pháp giải quyết không? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Có là có, chỉ khá là phiền toái. Thiên nghĩ phong mẫu lắc đầu. Nói nghe một chút. Nghe được có biện pháp giải quyết, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần để cho ta nhanh chóng tăng thực lực lên là được, chỉ cần có thể đạt tới thánh giả. Không chỉ tốc độ mở rộng không gian tăng nhanh, khống chế không gian cũng sẽ lợi hại hơn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thiên nghĩ phong mẫu nói. Nhanh chóng tăng thực lực lên, cái này đơn giản. Còn tưởng rằng cần gì phức tạp, nghe đến nơi này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay nhấn ở trên người đối phương, một cỗ thiên đạo chân khí tinh thuần lập tức vọt qua. Thiên đạo chân khí có thể tịnh hóa huyết thống, tự nhiên cũng có thể tăng thực lực lên. Răng rác, răng rác. Nhận được chân khí của hắn thoải mái, toàn thân thiên nghĩ phong mẫu rung động, tu vi liên tục tăng lên. Sau 3 canh giờ, ở dưới chân khí cùng địa mạch linh dịch bổ sung, thực lực của thiên nghĩ phong mẫu giống như hắn, đạt đến đạp hư cảnh sơ kỳ. Nhưng hiện tại tu vi của hắn chỉ cao như vậy, không cách nào lại để nó tiếp tục tiến bộ. Mặc dù đạp hư cảnh cùng quy nhất cảnh đỉnh phong kém một đại cấp, tiến bộ rõ ràng, nhưng cách thánh giả còn kém rất xa. Chủ nhân, ta nghe nói, thú đường có bảo tồn huyết dịch của thánh giả thiên nghĩ phong mẫu, nếu như có thể được, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tiến hóa. Củng cố tu vi xong,
Thiên Nghĩ Phong mẫu nhớ ra cái gì đó, nói. Chương 1609, bọn họ là danh sư. 1. Thú đường. Trương Huyền sững sờ. Ân, thú đường lưu giữ rất nhiều huyết dịch thánh thú, chỉ cần cấp bậc thuần thú sư đầy đủ, nguyện ý đánh đổi, hoàn toàn có thể hối đoái. Thiên Nghĩ Phong mẫu nói. Tốt, hiện tại ta liền đi khảo hạch thuần thú sư lục tinh, thuận tiện giúp ngươi hối đoái một chút. Nghe được huyết dịch của thánh giả Thiên Nghĩ Phong mẫu có loại công hiệu này, Trương Huyền không chần chờ nữa, rời tổ ong, lại liếc mắt nhìn Ngụy Như Yên, phát hiện nàng khôi phục cực kỳ nhanh chóng, bồ đề thụ cũng không bị độc hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rời hoàng cung, đi về danh sư học viện, khảo hạch thuần thú sư, hồi đoái huyết dịch, tự nhiên phải tìm Mi trưởng lão, còn thú đường của Hồng Viễn đế quốc, cũng không biết ở nơi nào, chớ nói chi là tìm được. Đi tới thuần thú học viện, tìm Mi trưởng lão. Chỉ thấy hắn đang nhíu mày ngồi ở trong gian phòng, dường như có sự tình gì phiền lòng, cấp bách chờ xử lý. Viện trưởng. Thấy hắn tới, Mi trưởng lão không dám làm lớn, vội vàng nghênh đón. Mi trưởng lão không cần khách khí, lần này tới, là muốn khảo hạch thuần thú sư lục tinh. Trương Huyền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thuần thú sư lục tinh. Mi trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Viện trưởng nói giỡn. Ngươi ngay cả Tử Dương tiền bối cũng có thể thuần phục, sớm đã đạt đến thất tinh, ta đã xin tổng bộ, cũng đã nhận được trả lời chắc chắn, chỉ là huy chương còn chưa tới mà thôi. Tử Dương thú đã đến thánh giả nhị trọng thần thức cảnh, chỉ có thuần thú sư thất tinh mới có thể thuần phục, Trương Huyền thành công, nói rõ đã có loại năng lực này, không cần thiết lại lãng phí thời gian khảo hạch. Thuần thú sư thất tinh. Trương Huyền ngẩn ngơ, còn muốn tới khảo hạch lục tinh, không nghĩ tới Mi trưởng lão đã hỗ trợ xin thất tinh. Như vậy cũng tốt, miễn đi không ít phiền phức. Vậy thì đa tạ rồi, tổng bộ đã đáp ứng, vừa vặn có việc muốn nhờ. Ta muốn hối đoái một chút huyết dịch thánh giả Thiên Nghĩ Phong mẫu. Trương Huyền nói tiếp, huyết dịch của thánh giả Thiên Nghĩ Phong mẫu. Mi trưởng lão nhíu mày. Ân, Trương Huyền gật đầu. Huyết dịch thánh thú khác rất dễ thương nghị, giá cả cũng không cao, nhưng Thiên Nghĩ Phong mẫu, chỉ sợ không dễ hối đoái như vậy. Mi trưởng lão dừng lại một chút, nói. Không dễ dàng hối đoái. Trương Huyền nghi ngờ. Đồng dạng là thánh thú, có lẽ đều không kém nhiều, vì cái gì Thiên Nghĩ Phong mẫu lại khó. Thiên Nghĩ Phong mẫu vốn thưa thớt, có thể đột phá đến thánh giả tự nhiên càng ít. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Mi trưởng lão giải thích. Mấu chốt nhất là, loại phong mẫu này, mang theo năng lực chế tạo không gian, quá mức chân quý. Coi như tổng bộ có. Chỉ sợ cũng cần cái giá cực lớn. Đánh đổi xê ực lớn. Ân, coi như thầy Trương là thuần thú sư thất tinh, muốn mua chỉ sợ cũng phải tốn phí mấy ngàn viên linh thạch thượng phẩm, thậm chí nhiều hơn. Lắc đầu, Mi trưởng lão nhịn không được cười khổ. Mua sắm thánh giả tinh huyết của Thiên Nghĩ Phong mẫu đánh đổi thực sự quá lớn, đã lớn đến tình trạng bọn họ căn bản không chịu nổi. Mấy ngàn viên linh thạch thượng phẩm. Khóe miệng Trương Huyền co lại. Thật vất vả từ chỗ đám người Ngô Hư lấy được mấy trăm linh thạch thượng phẩm, vốn cảm thấy mình là một phú hào, nghe được thứ này mới biết được, vẫn là quỷ nghèo. Đây là tình huống hắn tới thuần thú sư thất tinh, nếu như ngoại nhân đến mua, giá cả ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Công hội chức nghiệp đặc thù như thú đường, đối với thành viên trong công hội, cấp bậc càng cao, mua sắm càng tiện nghi, đây là quy định. Kỳ thật, không tốn linh thạch cũng có biện pháp nhận được, nhưng mà càng khó. Mi trưởng lão nói mới phân nửa, liền ngừng lại. Ồ, thấy còn có biện pháp, Trương Huyền nhìn qua. Rất đơn giản, cái kia chính là làm ra đầy đủ cống hiến với thú đường, chỉ cần cống hiến đủ lớn, hoàn toàn có thể ban cho thứ này. Mi trưởng lão nói. Cống hiến. Trương Huyền cau mày. Không sai, cung cấp huyết dịch linh thú, thánh thú quý hiếm cho thú đường, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của thú đường. Cũng có thể coi là cống hiến. Mi trưởng lão nói tiếp. Cung cấp huyết dịch linh thú hiếm có. Trương Huyền lắc đầu. Thú đường thành lập không biết bao nhiêu năm, thánh thú, linh thú ở trên đại lục, cơ bản đều bị siêu tập qua, có thể xưng quý hiếm, cho dù có, hắn cũng không có thời gian đi tìm. Cái thứ nhất quả thực rất khó, trừ khi vận khí cực tốt. Cái thứ hai, thú đường rất ít ban bố nhiệm vụ, lại nói coi như ban bố, cũng cơ bản rơi không đến tay chúng ta. Mi trưởng lão cũng cười khổ. Cống hiến ở mỗi một nghề nghiệp truyền thừa, đều không phải dễ dàng kiếm lấy như vậy, nếu không, khẳng định sớm bị người đoạt vỡ đầu. Mi viện trưởng, sắp không chịu đựng nổi nữa, nhanh nghĩ biện pháp đi.
đang muốn nói tiếp, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một lão giả vội vã đi đến. Đi vào phòng, lúc này mới nhìn thấy Trương Huyền, vội vàng khom người. Viện trưởng, chương 1610, bọn họ là danh sư. 2. Chính là luyện khí sư học viên viện trưởng, Triệu Bính Tuất. Triệu trưởng lão, cái gì không kiên trì nổi? Trương Huyền kỳ quái. Mới vừa vào cửa chỉ thấy mi trưởng lão nhíu mày, vốn cho rằng là việc vặt của bản thân, nghe Triệu Bính Tuất nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. À, không có việc gì, viện trưởng liền an tâm chờ đại điển kế vị ngày mai, việc vặt này chúng ta sẽ trước thời hạn xử lý. Triệu Bính Tuất cười khan một tiếng. Đúng vậy, viện trưởng, chúng ta sẽ tự mình xử lý. Mi trưởng lão cũng vội vàng gật đầu. Đến cùng là chuyện gì? Trương Huyền cau mày. Hai người là viện trưởng một viện, càng là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, nhân vật như vậy, mặt mũi đều ưu sầu, khẳng định chuyện phát sinh không nhỏ. Mặc dù hắn không quan tâm nhiều chuyện, nhưng dù sao cũng là viện trưởng của danh sư học viện, trách nhiệm trên người, có một số việc vẫn phải gánh lấy. Cái này, thấy hắn hỏi thăm, hai đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt chần chờ. Được rồi. Một lát sau, mi trưởng lão than thở. Là linh thú ở Vân Vũ Sơn phát sinh thú triều. Vân Vũ Sơn, thú triều. Trương Huyền sững sờ. Ân, linh thú cùng thánh thú ở Vân Vũ Sơn, từ trước tới nay cùng Hồng Viễn Thành chúng ta không liên quan tới nhau, nước giếng không phạm nước sông, đoạn thời gian trước, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tựa như phát điên, khắp nơi vây quanh thợ săn cùng tu luyện giả vào sơn mạch đi săn. Mi trưởng lão nói. Danh sư học viện nhận được thỉnh cầu, liền phái người đi cảnh cáo, ai ngờ đối phương chẳng những không biết hối cải, ngược lại dốc toàn bộ lực lượng, phát sinh thú triều. Vây công đánh lén danh sư học viện, ta đành phải phái tất cả học viên của thuần thú học viện ra ngoài, tiến hành chống cự, hiện tại hai bên giao chiến ở Hồng Viễn Sơn Mạch. Đã chiến đấu trọn một ngày, sắp không kiên trì nổi. Không kiên trì nổi. Trương Huyền sầm mặt lại. Sở dĩ thánh thú, linh thú ở Vân Vũ Sơn bạo động. Hắn có thể đoán được. Hẳn liên quan đến hắn trộm đi địa mạch linh dịch, vốn cho rằng đám người kia sẽ an tâm ở trong sơn mạch, không nghĩ tới lại vọt ra, còn công kích danh sư học viện. Mang ta đi xem một chút. Trương Huyền siết chặt nắm đấm nói. Chuyện này nếu là hắn gây nên, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Viện trưởng, ngươi không thể đi, bây giờ ngươi còn chưa tiến hành nghi thức, thực lực không đủ, một khi đi qua, bị đối phương biết thân phận, có thể sẽ gặp phải vây công. Triệu Bính Tuất lắc đầu. Các học sinh trong học viện đều ra ngoài chiến đấu, đại sự như thế cũng không có nói cho Trương Huyền, cũng bởi vì thực lực của hắn bây giờ không đủ, một khi nói ra là viện trưởng, rất dễ dàng gặp phải đánh lén, làm không cẩn thận, lại sẽ xuất hiện cục diện viện trưởng biến mất, học viện hỗn loạn. Cho nên bọn họ muốn tự mình giải quyết, để hắn an tâm kế vị, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại nói, bọn họ cũng muốn trước thời hạn giải quyết, lấy thành tích trước mặt tân viện trưởng. Ở đâu, nếu không ta tự mình đi. Trương Huyền nhướng mày, tai họa là hắn xông ra, không thể để cho học viên của học viện vì đó mất mạng. Cái này, thấy thái độ của hắn kiên quyết, hai vị trưởng lão nhìn nhau, kìm lòng không được than thở một tiếng. Được rồi, chúng ta mang viện trưởng qua, có điều hy vọng viện trưởng không nên gấp gáp, cũng đừng dò dỉ thân phận. Đây không phải là lần thứ nhất Vân Vũ lĩnh phát động thú triều, nhất định có biện pháp trấn áp. Ân. Trương Huyền cũng không nhiều lời. Mi trưởng lão triệu hoán hỏa long thánh thú tới, ba người nhảy lên, thẳng tắp bay về phía Hồng Viễn Sơn Mạch. Tình huống bây giờ như thế nào? Đứng ở trên lưng thú, Trương Huyền nhìn về phía Triệu Bính Tuất. Cũng không lạc quan, thú triều lần này nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều, tất cả linh thú giống như binh sĩ có quy luật, tiến hành vây công, học viên của chúng ta cực kỳ bị động. Chần chờ một chút, Triệu Bính Tuất nói. Có quy luật. Ân. Nếu như không đoán sai, hẳn là những thánh thú ở Vân Vũ lĩnh cũng xuất động. Chỉ có bọn chúng chỉ huy, mới có thể duy trì sức chiến đấu như thế. Triệu Bính Tuất gật đầu. Thương vong như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Rất nghiêm trọng, thuần thú học viện là viện hệ lớn thứ tư của danh sư học viện, làm phụ tu, đầu tiên chừng hơn 2 vạn người, trừ đang thí luyện, hầu như toàn bộ tham gia chiến đấu, hiện tại bị thương gần nửa, chẳng qua tử vong không nhiều. Chỉ có 10 mấy người. Triệu Bính Tuất nói. Đã chết 10 mấy người. Toàn thân Trương Huyền cứng ngắc. Vâng. Lần này nói chuyện không phải Triệu Bính Tuất, mà là mi trưởng lão. Đang khi nói chuyện,
thánh thú đã tới bầu trời giao chiến ở Hồng Viễn Sơn Mạch, thông qua cửa sổ, Trương Huyền nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy vô số linh thú, từ trên núi lao xuống, vô số danh sư nghênh đón tiếp lấy, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Rất nhiều học sinh bị đánh trọng thương, nhưng không lùi bước, ngược lại càng thêm dũng mãnh, sống chết cũng không e ngại. Thân thể Trương Huyền run rẩy, hắn thấy được hai người quen, là Phong Ngô cùng Dư Thừa trước kia ở Lôi Viễn Phong náo mâu thuẫn, lúc này hai người máu me khắp người, người sau một cánh tay bị chặt đứt, vẫn như trước không lui về phía sau, ngược lại cắn răng xông lên, hai mắt ửng hồng. Tình cảnh hoàn toàn khác biệt trước đó tranh đấu với hắn, vì tư lợi bất chấp thủ đoạn. Còn chứng kiến mấy người trước đó ở học viện tranh đấu, giờ phút này cũng kề vai chiến đấu, sống lưng dựa sát vào nhau, từng người giao an toàn của mình cho đồng đội. Giữa bọn hắn có thể có mâu thuẫn, có thể tranh đấu, thậm chí có thể làm ra một chút sự tình vi phạm đạo đức, nhưng đối mặt nhân tộc nguy nan, sẽ lập tức không chút do dự đoàn kết chung một chỗ, việc nghĩa chẳng từ tiến lên, dù bỏ mình cũng sẽ không tiếc. Như nhìn ra hắn rung động, vẻ mặt mi trưởng lão nghiêm túc. Bởi vì đây là sứ mệnh cùng trách nhiệm, bởi vì, bọn họ có cùng một cái tên, danh sư, chương 1611, sư giả chi tâm 1. Danh sư, thân thể Trương Huyền cứng ngắc. Trùng sinh đến bây giờ, hơn nửa năm, gặp qua không ít danh sư, bất kể tứ tinh, ngũ tinh, hay lục tinh đỉnh phong, đều có hỉ nộ ái ố, cũng có tư dục tình cảm như người bình thường. Bởi vậy, mặc dù hắn cũng là danh sư, nhưng cho tới nay, đều không cảm thấy nghề nghiệp này nặng bao nhiêu, thấy cảnh này mới hiểu được, trong lòng mỗi một tu luyện giả, có thể không cần tính mạng, có thể hy sinh, chỉ cần vì nhân tộc, cái gì cũng có thể bỏ qua. Bởi vì ta là một vị danh sư, hai chữ không nhiều, nhưng nặng nề, gánh chịu lấy hy vọng của nhân tộc. Không sai. Triệu Bính Tuất cũng nhẹ gật đầu. Danh sư, không riêng gì vinh dự, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, thật giống như Lục Phong, đã xin đi địa quật, dù là bỏ mình, cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của danh sư. Địa quật. Trương Huyền run rẩy. Thông qua quan sát thư tịch, hắn biết đây là địa phương nào. Địa quật, chiến trường nối liền ngoại vực của đại lục cùng dị linh tộc, nguy cơ trùng trùng. Hơi không cẩn thận sẽ chết, Lục Phong. Đã đi địa quật, cái này không khác gì chịu chết. Lục viện trưởng giúp Vưu Hư nói chuyện, là bởi vì bọn hắn quan hệ tốt, là tình cảm, là nhân tính. Danh sư Đường chưa từng mất hết nhân tính, coi như năm đó thầy Khổng, cũng chưa từng bóp chết, ngược lại cổ vũ tính cách này phát triển, nói như vậy mới có thể để cho nhân tộc càng thêm tràn đầy. Nếu danh sư mất bản tính tính khí, đều chỉ là một cái khuôn đúc đi ra, ngược lại là tai nạn của nhân tộc. Mi trưởng lão nói, cái này, Trương Huyền nói không ra lời. Người là động vật có tình cảm, có tính cách, mới có thể đi càng xa. Nếu như chỉ nghĩ thiên đạo, mà đi diệt nhân dục, chỉ sợ không cần dị linh tộc ra tay, bản thân liền sẽ tự hủy diệt. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, danh sư học viện, mới không ngại để học sinh tranh đấu, để kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Danh sư có thể ích kỷ, có thể vì bằng hữu cùng người thân suy nghĩ. Cũng có thể vì bảo vật tranh đấu, nhưng thấy được vấn đề trên chủng tộc, phải bài trừ hết thảy thành kiến, dù bỏ mình, cũng phải dũng cảm tiến tới, đây mới là nghề nghiệp này nên làm. Mi trưởng lão nói tiếp, cũng là dự tính ban đầu khi thầy Khổng sáng lập danh sư. Nguyên lai, đây mới là danh sư. Trương Huyền nhắm mắt lại. Trước đó nhìn thấy danh sư, có tốt, cũng có xấu, vẫn cảm thấy không khác gì người bình thường, cũng chỉ vì tư lợi. Bây giờ mới biết, ý nghĩ này là sai lầm. Danh sư có thể ích kỷ, có thể tự lợi, thậm chí có thể vì việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi tranh đấu, nhưng thật gặp phải đại sự chủng tộc, tuyệt sẽ không lùi bước. Đây mới là danh sư nên làm, phải làm. Trong nháy mắt, tâm linh của hắn giống như nhận được tẩy lễ. Hắn là người xuyên Việt, kiếp trước, rất nhiều truyền thống văn hóa tốt đã biến mất, học sinh đã không tôn trọng lão sư, rất nhiều lão sư cũng mất sư đạo tôn nghiêm. Thậm chí còn làm ra sự tình trái sư đức. Đi tới thế giới này, mặc dù cũng cảm ngộ đến nghề nghiệp lão sư vĩ đại, nhưng vẫn ôm tâm thái kiếp trước, có chút tàn mạn. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, đã gánh chịu thân phận này, thì phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình. Phải nâng lên gánh nặng trên bờ vai. Răng rắc, ngực Trương Huyền có một thanh âm vang lên, như đồ vật gì phá kén thành bướm, ngay sau đó một cỗ khí tức mênh mông đặc thù, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người. Để hắn phóng ra quang mang, tựa như thần chỉ. Chẳng lẽ là, nhìn thấy viện trưởng đột nhiên phát ra biến cố, Triệu Bính Tuất, mi trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, con người đột nhiên co rút lại, thanh âm phát run.
Sư giả chi tâm. Sư giả chi tâm, giống như minh lý chi nhãn, là danh sư mới có thể có được, chỉ có tin tưởng vững chắc bản tâm, thành sư giả chân chính, mới có cơ hội càng đi càng cao. Truyền thuyết, chỉ có đi đến danh sư bát tinh, giáo hóa muôn phương mới có thể có, không nghĩ tới thầy Trương mới tứ tinh cũng đã lĩnh ngộ. Nắm giữ sư giả chi tâm, đã không hạn chế ở nhân tộc, xem như linh thú, man thú, đều có thể dùng sư ngôn thiên bẩm mê hoặc, để chúng trở thành học sinh, chân chính hữu giáo vô loại. Năm đó, thầy Khổng lĩnh ngộ sư giả chi tâm, trong rất nhiều đệ tử, không chỉ có nhân tộc, càng có thú tộc, thậm chí dị linh tộc. Sư giả chi tâm, so với thiên nhận danh sư cũng không kém chút nào. Viện trưởng lĩnh ngộ sư giả chi tâm, xem ra Hồng Viễn danh sư học viện chúng ta, thật muốn càng đi càng xa. Hai đại trưởng lão kích động đến toàn thân run rẩy. Sư giả chi tâm cực kỳ thưa thớt, trong lịch sử toàn bộ danh sư đường, có thể lĩnh ngộ cũng không nhiều. Viện trưởng thế mà cũng lĩnh ngộ, có thể đoán được, sau này thành tựu tất nhiên vô lượng. Hồng Viễn danh sư học viện, cũng tất nhiên vang danh thiên hạ, trở thành thánh địa người người hướng tới. Triệu viện trưởng, sư giả chi tâm quá quan trọng, ngàn vạn không thể tiết lộ tin tức, nếu không, một khi thầy Trương bị dị linh tộc ngấp nghé. Chúng ta tất nhiên sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Bàn tay vội vàng chảo một cái, bố trí xuống cấm chế ở chung quanh, không cho tin tức tiết lộ, mi trưởng lão vội vàng nói. Danh sư lĩnh ngộ sư giả chi tâm, về sau tiến bộ sẽ càng lúc càng tăng nhanh, trở thành tồn tại đỉnh phong nhất, chỉ là vấn đề thời gian. Một khi tin tức tiết lộ, bị dị linh tộc biết, khẳng định sẽ gặp phải vây giết, vì an toàn, bọn họ phải giữ bí mật. Yên tâm đi, ta lấy thân phận danh sư thề, không tiết lộ chuyện này. Triệu Bính Tuất lập tức phát ra thệ ngôn. Ta cũng lấy thân phận danh sư thề. Mi trưởng lão cũng gật đầu. Thời điểm hai người nói chuyện, lực lượng đặc thù trên không trung biến mất, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, ánh mắt kiên định, như có lôi điện thiểm thước. Lĩnh ngộ sư giả chi tâm, hắn lý giải cái gì là, sư, nên làm, cái gì không nên làm, khác biệt hoang mang như trước kia. Mi trưởng lão, để bọn hắn đình chỉ chiến đấu, nói danh sư học viện tân nhiệm viện trưởng, muốn đàm phán với bọn hắn. Trương Huyền hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Đàm phán. Hai vị trưởng lão sững sờ, mi trưởng lão vội vàng nói. Không được, viện trưởng, sở dĩ không nói chuyện này cho ngươi, chính là sợ ngươi làm như vậy. Một khi tiết lộ thân phận, xuất hiện biến cố, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Đúng vậy, danh sư học viện thật vất vả có một vị viện trưởng để 10 đại viện trưởng đồng ý, thầy Mộc cũng thừa nhận, chúng ta không muốn biến mất lần nữa. Triệu Bính Tuất vội vàng nói. Ngày mai trên nghi thức, không phải cũng tiết lộ thân phận của ta sao? Trương Huyền lắc đầu. Dù sao cũng phải tiết lộ, ngày mai sẽ tiết lộ, coi như hôm nay tiết lộ, lại có thể thế nào? Không giống, ngày mai nghi thức kế vị kết thúc, ngươi liền có tư cách khống chế viện trưởng lệnh liền có thể bảo hộ ngươi an toàn. Hiện tại tuyệt đối không được. Mi trưởng lão nói. Chương 1612, sư giả chi tâm 2. Viện trưởng lệnh. Trương Huyền cau mày. Không sai, viện trưởng lệnh sẽ ra chỉ ý niệm của tất cả học viên trong danh sư học viện, một khi dị linh tộc muốn đối phó, sẽ bị ý niệm ngăn cản. Như vậy mới có thể bảo hộ ngươi an toàn. Mi trưởng lão giải thích. Đã như vậy, lão viện trưởng mất tích, có viện trưởng lệnh hay không? Trương Huyền nói. Đương nhiên là có. Vậy vì cái gì cũng mất tích, không rõ sống chết. Trương Huyền nhìn qua. Cái này. Mi trưởng lão á khẩu không trả lời được. Nguy hiểm một mực tồn tại, bọn họ còn không sợ, ta sợ cái gì? Nhìn rất nhiều danh sư phía dưới che già măng mọc, Trương Huyền nói. Đồng dạng là danh sư, bọn họ che già măng mọc, chết cũng không sợ, hắn lại có gì có thể lo lắng. Tốt, hiện tại ta liền nói, có điều, ta sẽ nói ta cùng Triệu Bính Tuất trưởng lão nguyện ý thương lượng, mong viện trưởng thứ lỗi. Chần chờ một chút, mi trưởng lão nói. Coi như thầy Trương không sợ, bọn họ cũng không muốn để danh sư học viện không có viện trưởng. Ân, biết cái này là ranh giới cuối cùng của đối phương, Trương Huyền không nói thêm lời. Thu lại cấm chế chung quanh, mi trưởng lão bay xuống dưới. Chư vị vương giả của Vân Vũ Lĩnh có ở đây không, ta mi trúc, nguyện ý đại biểu danh sư học viện, đàm phán với các ngươi. Ầm ầm, thanh âm của thánh giả nhất trọng đỉnh phong truyền bá ra, như sóng âm to lớn, lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt bao phủ cả sơn mạch. Đàm phán. Vì sao phải đàm phán? Những linh thú này đang xâm phạm tôn nghiêm của nhân tộc, quyết không thể bỏ qua. Không sai,
một khi đàm phán, làm sao xứng với các danh sư bị thương. Nghe được cần đàm phán, danh sư phía dưới lập tức xôn xao. Đàm phán là biểu hiện của yếu thế. Đường đường danh sư học viện, bị linh thú công kích, không những không giết trở về, còn cần đàm phán, quả thực quá mất mặt. Muốn đàm phán, cũng được, tới Vân Vũ Lĩnh, cho các ngươi cơ hội đàm phán. Một thanh âm hùng vĩ phương pháp phía sau linh thú truyền tới. Hẳn là thánh thú, linh thú cường đại nhất của Vân Vũ Lĩnh, cũng chính là vương giả. Đi Vân Vũ Lĩnh, nghi viện trưởng, không thể đáp ứng. Không sai, đây là để các ngươi rơi vào hang hổ. Một khi bị bọn họ bắt, tôn nghiêm của danh sư học viện chúng ta ở đâu? Các danh sư càng thêm lo lắng. Đối phương yêu cầu, nghe xong liền không có ý tốt. Vân Vũ Lĩnh là nơi ở của bọn hắn, một khi qua, vô cùng có khả năng bị vô số bán thánh, tòng thánh, thánh giả vây công, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi, nhân loại cùng linh thú chiến đấu, đàm phán trước, rõ ràng yếu thế, lại chạy đến hang ổ của đối phương, đây không phải mặc người chém giết sao. Đường đường danh sư học viện, trụ cột vững vàng của nhân loại, làm sao có thể nhận oan ức. Một khi tin tức truyền đi, đối với nhân tộc chẳng phải là khủng hoảng rất lớn. Viện trưởng, phía dưới nghị luận ầm ĩ, mi trưởng lão ở trên không trung nhìn không được nhìn về phía Trương Huyền. Đi Vân Vũ Lĩnh đàm phán, quả thực quá nguy hiểm. Đáp ứng, Trương Huyền thản nhiên nói. Viện trưởng nghĩ lại, Triệu Bính Tuất vội vàng ôm quyền. Không cần, nếu như không đi hang ổ, sao có thể thấy vương giả của bọn chúng. Trương Huyền vẫy tay. Cái này, mi, Triệu hai vị trưởng lão nhìn nhau, từng người than thở. Quả thực là như vậy, đám thánh thú này, càng thêm tiếc mệnh, nếu không, cũng sẽ không để nhiều linh thú xung phong như vậy. Không đáp ứng, đối phương không có khả năng đi ra. Tốt, chúng ta đáp ứng. Biết viện trưởng đã làm ra quyết định, hai người không nói thêm lời, trong lòng âm thầm quyết định coi như liều chết cũng phải bảo vệ đối phương, mi trưởng lão tiến về phía trước một bước, lập tức mở miệng. Cái gì, mi viện trưởng? Viện trưởng không thể đáp ứng. Nghe được hắn mở miệng, phía dưới lần nữa xôn xao. Được rồi, đây là danh sư học viện làm ra quyết định, tất cả danh sư lập tức lui về phía sau, đến Lôi Viễn Phong tập hợp. Mi trưởng lão cũng không giải thích, người ở trên không trung vung tay. Chương 1613, lại đến Vân Vũ Lĩnh 1. Vâng, mặc dù danh sư tất cả phía dưới không cam lòng cùng uất ức, nhưng nghe được là quyết định của danh sư học viện, vẫn gật đầu, lui ra chiến trường. Lùi về phía sau. Triệu viện trưởng, người lưu lại an bài học sinh, tạm thời không nên phát sinh xung đột với đám linh thú, ta cùng mi trưởng lão đi Vân Vũ Lĩnh là được. Thấy mọi người rút đi, Trương Huyền nói. Cái này không được, ta phải theo viện trưởng. Nghe được để hắn rời đi, Triệu Bính Tuất lo lắng, vội vàng lắc đầu. Coi như gần đây viện trưởng tiến bộ rất lớn, cũng chỉ là tầm phong cảnh sơ kỳ mà thôi, đi Vân Vũ Lĩnh tràn đầy thánh thú, quả thực là chịu chết. Coi như hắn liều mạng, cũng muốn theo ở phía sau, bảo đảm an toàn. Thế nào, tôn ta làm viện trưởng, hiện tại ngay cả mệnh lệnh cũng không nghe. Trương Huyền nhướng mày. Nếu như không nghe, các ngươi đều không cần đi, một mình ta qua là được. Viện trưởng. Triệu Bính Tuất lo lắng. Những học sinh kia quả thực cần phải an bài, Triệu viện trưởng, người đi về trước đi. Mi trưởng lão khoát tay áo, sau đó truyền âm. Người trở về lập tức chuẩn bị. Đồng thời tìm đám người thầy mộc, thời gian là 2 canh giờ, trong 2 canh giờ nếu chúng ta không ra, trực tiếp công kích. Ta đi theo bên người viện trưởng, dùng hết tính mạng cũng phải bảo đảm hắn an toàn trong 2 canh giờ. Chuyện này, Triệu Bính Tuất sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Được, đi thôi. Mặc dù không biết đối phương truyền âm nói cái gì, nhưng Trương Huyền không thèm để ý, nói một tiếng, cùng mi trưởng lão ngồi thánh thú bay về phía Vân Vũ Lĩnh. Triệu Bính Tuất thì cắn răng, vội vã bay về danh sư học viện. Người ở trên không trung không khỏi siết chặt nắm đấm. Viện trưởng, người ngàn vạn lần không thể có chuyện gì. Hắn biết viện trưởng muốn đi đàm phán, là vì tất cả danh sư phía dưới, làm như vậy thoạt nhìn có sai lầm uy nghiêm của học viện, nhưng vì bảo vệ hy vọng của nhân tộc, mang bêu danh trên lưng mình, chỉ vì có thể để cho càng nhiều danh sư không bị thương tổn, phần lòng dạ cùng khí phách này. Bọn họ đích xác không chọn lầm người. Thầy Trương là danh sư có thể dựa vào, một vị danh sư chân chính lĩnh ngộ sư giả chi tâm. Giống như thầy Khổng năm đó, trách trời thương dân, đại nghĩa thiên hạ. Có lẽ, bọn họ thật chứng kiến một truyền kỳ sinh ra.
Tốc độ của thánh thú cực nhanh, chẳng mấy chốc liền đi tới Vân Vũ Lĩnh, Mi trưởng lão đứng ở trước cửa sổ, trung khí 10 phần, thanh âm vang vọng bốn phương. Danh sư học viện Mi Trúc, đúng hẹn đến đây, không biết chư vị vương giả ở đâu, mong rằng ra gặp một lần. Còn mời ngồi lên lưng ưng thú, nó sẽ mang ngươi tới tìm chúng ta, thánh thú của ngươi, vẫn là lưu ở ngoài núi đi. Ta sợ đàm phán không tốt, hại nó mang tiếng bất nghĩa. Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Hỏa long thánh thú của Mi trưởng lão cũng là thú loại, hiện tại người cùng thú đàm phán, một khi xảy ra vấn đề, nó giúp chủ nhân, chẳng khác nào phản bội thú tộc, giúp thú tộc, tương đương với phản bội chủ nhân, vô luận làm như thế nào cũng lưỡng nan. Được. Bàn giao thánh thú một tiếng, thân thể Mi trưởng lão nhoáng một cái, bay ra lưng thú, lăng không chảo một cái, chân khí bao vây Trương Huyền, rơi vào trên lưng ưng thú cách đó không xa. Thu. Ưng thú hí dài một tiếng, dương cánh bay lên, tên này đã đạt đến tầm phong cảnh, bộ lông xám xanh, thân thể trôi chảy như sấm sét. Tương tự thanh ưng thú trước đó Trương Huyền thuần phục, chẳng qua càng thêm cường đại. Viện trưởng, người trước đừng cho thấy thân phận, liền nói. Là một học sinh của ta, một khi bọn chúng nổi điên, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Mi trưởng lão lặng lẽ truyền âm. Không cần phiền toái như vậy, không cho thấy thân phận làm sao đàm phán. Trương Huyền lắc đầu. Cái này, đám thánh thú này từ trước tới nay không hợp danh sư học viện chúng ta, coi như không phát sinh sự tình hai ngày nay, cũng muốn san bằng bọn hắn. Chỉ tiếc đám người kia một mực núp ở trong hang ổ không ra, những năm này học viện phái qua rất nhiều người. Thậm chí hoàng thất cũng phái không ít, đều bặt vô âm tín, đoán chừng bị hạ độc thủ. Mi trưởng lão nói, phái không ít người. Trương Huyền nhướng mày, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở đằng sau địa mạch linh chỉ nhìn thấy vô số thi cốt. Làm không cẩn thận, những cái kia chính là đội ngũ mà hoàng thất, hoặc danh sư học viện phái ra. Vân Vũ Lĩnh, quanh năm mây mù, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, đám thánh thú kia ở lại chỗ này, như một cây gai cắm ở trong cổ họng nhân loại. Đã sớm muốn diệt trừ, chỉ tiếc. Quá khó. Nói đến đây, Mi trưởng lão giống như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa, đám thánh thú này cũng không phải chỉ chiếm núi làm vua đơn giản như vậy, lão viện trưởng biết một chút, có điều chưa kịp nói tỉ mỉ liền mất tích. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, năm đó Ngô Dương Tử tiền bối mất tích, có vẻ như liên quan đến Vân Vũ Lĩnh. Trương Huyền híp mắt lại. Hắn biết rất nhiều về Ngô Dương Tử. Thậm chí còn chiếm được bảo tàng đối phương lưu lại, nếu quả thật liên quan đến Vân Vũ Lĩnh, chỉ sợ phía sau cũng liên lụy đến dị linh tộc. Chẳng lẽ, liên quan đến ngoan nhân? Chương 1614, lại đến Vân Vũ Lĩnh 2. Nhận được bảo tàng của Ngô Dương Tử, từng chuyên môn hỏi thăm qua ngoan nhân, nhưng mà tên này chỉ còn lại có trái tim, rất nhiều ký ức đều biến mất, chỉ biết sự tình địa cung, nhiều thì không hiểu rõ. Nhưng Ngô Dương Tử mất tích liên quan đến dị linh tộc. Chẳng lẽ đám thánh thú này cũng có liên hệ nào đó? Có lẽ thật có khả năng, ở Hồng Viễn Thành tới gần danh sư học viện như thế, bắt một cường giả đến gần vô hạn thánh giả nhị trọng, chỉ bằng vào dị linh tộc, chỉ sợ khó mà làm được. Vâng, nguyên nhân chính là như thế, vì điều tra chân tướng, cũng có cường giả thánh cảnh lẻn vào, đáng tiếc không thành công, nơi này 700 năm trước ta cũng đã tới. Lúc ấy nếu không phải lão viện trưởng cứu, khả năng đã sớm chết. Mi trưởng lão hơi đỏ mặt nói. 700 năm trước, thực lực của hắn có thành tựu, cũng muốn dò la xem chỗ này đến tột cùng, lặng lẽ lẻn vào, kết quả đi không bao xa, liền bị đánh sắp tử vong, nếu không nhờ lão viện trưởng, đâu còn có hắn hôm nay. A hát, không nghĩ tới Mi viện trưởng còn có loại kinh nghiệm này, Trương Huyền mỉm cười. Mặc dù hắn đi vào một chuyến, nhưng Vân Vũ Lĩnh quả thực rất kỳ lạ. Nếu không phải nhờ vào vu hồn, đừng nói trộm đi địa mạch linh dịch của đối phương. Sợ rằng sẽ giống như Ngụy Trường Phong, bị đánh chết tại trận. Cho nên, một lát nữa tận lực không cần cho thấy thân phận, nếu không ta sợ sẽ xuất hiện biến cố. Nói hết nguyên do, Mi trưởng lão nói. Ân, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Trương Huyền gật đầu. Nếu quả thật liên quan nhiều như vậy, thánh thú của Vân Vũ Lĩnh biết mình là viện trưởng, làm không cẩn thận thật sẽ nổi điên. Cho dù có Tử Dương thú cùng Kim Nguyên đỉnh, nhưng nơi này tích tụ vô số thánh thú, tòng thánh. Bán thánh, muốn chạy trốn, cũng không dễ dàng như vậy. Thời điểm hai người nói chuyện, ưng thú dưới thân bay qua mê vụ nồng đậm, đi tới một ngọn núi. Trương Huyền nhìn một chút, lại là chỗ hắn quen thuộc, vị trí có địa mạch linh dịch. Thu, ưng thú kêu một tiếng, bay thẳng xuống,
thân thể Mi trưởng lão nhoáng một cái, rơi trên mặt đất, Trương Huyền theo sát ở phía sau. Danh sư học viện Mi Trúc mang theo học sinh đến, mời các vương giả của Vân Vũ Lĩnh ra gặp mặt. Tiến về phía trước một bước, khí tức thánh giả nhất trọng đỉnh phong của Mi trưởng lão sao động mà ra. Mi viện trưởng, đi vào rồi nói sau. Thanh âm nhàn nhạt từ sơn động phía trước truyền đến, ngay sau đó hai hắc linh báo tu vi bán thánh đi ra, nhìn về phía hai người, làm ra tư thế xin mời, giống như là hai hộ vệ. Đi. Mi Trúc hít sâu một hơi, gật gật đầu, đi đầu vào trong. Trương Huyền nhìn quanh hai bên một vòng, phát hiện chung quanh vẫn có không ít tổng thánh, bán thánh thủ hộ, chẳng qua số lượng so với lần trước ít hơn nhiều lắm. Xem ra, hẳn là chiến đấu với danh sư học viện, bị phái ra. Dọc theo sơn động đi vào trong, rất nhanh thì tới hang động trước đó chứa đựng linh dịch, lập tức nhìn thấy 10 thánh thú thánh giả nhất trọng đỉnh phong ngồi ở trong đó, thấy bọn họ đi vào, ánh mắt cả đám như điện, mang theo sát cơ. Lạnh lùng. Mi Trúc, mang theo học sinh tầm phong cảnh liền tới đây, lá gan không nhỏ a. Một hùng hổ thú thánh giả nhất trọng đỉnh phong, ánh mắt băng lãnh nhìn qua. Danh sư học viện Mi Trúc, thuần thú học viện viện trưởng, thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh cũng sớm có nghe thấy. Ta đã đến, chúng ta vẫn là thương nghị một chút, danh sư học viện chiến đấu với Vân Vũ Lĩnh, làm sao giải quyết tốt hậu quả đi. Tiếp tục đánh xuống như vậy, ta sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Mi trưởng lão khoát tay áo. Lưỡng bại câu thương thì thế nào? Nhân loại các ngươi trộm đi địa mạch linh dịch của chúng ta, chặt đứt căn cơ của chúng ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách, giết thống khoái a. Một xích viêm sư thánh giả nhất trọng đỉnh phong nói. Trộm đi địa mạch linh dịch. Mi trưởng lão nhướng mày. Không sai, đây là địa phương chúng ta chứa đựng địa mạch linh dịch, hiện tại giống tuếch, chỉ có nhân loại các ngươi mới hèn hạ như thế. Xích viêm sư nói. Mi trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy cách đó không xa, có một cái ao to lớn, mặc dù không còn đồ vật gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc trong đó. Nơi này là chỗ trung tâm nhất của Vân Vũ Lĩnh, vô số thánh thú, tòng thánh chấn giữ, loại tình huống này, có thể trộm đi linh dịch. Đây rốt cuộc là vị cao nhân nào làm? Phải biết lúc trước hắn thực lực đại thành, đừng nói nơi này, ngay cả giữa sườn núi cũng chưa tới, liền bị đánh suýt chút nữa chết. Có thể đi vào, đồng thời trộm đi đồ vật, còn có thể sống đi ra. Quả thực là thay nhân tộc ra một ngụm ác khí. Chuyện này ta cũng không biết rõ tình hình. Trong lòng tràn đầy bội phục, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, Mi trưởng lão khoát tay áo. Các ngươi nói là nhân tộc làm, có chứng cứ gì không? Là ai làm? Không biết rõ tình hình. Một câu không biết rõ tình hình liền muốn lừa gạt. Hùng hổ thú hừ một tiếng. Không phải lừa gạt, các ngươi chưa bắt được chứng cứ, chính là không có chứng cứ, tìm ta cũng vô dụng, ta chỉ đại biểu danh sư học viện. Chúng ta vẫn là nói chuyện song phương chiến đấu đi. Mi trưởng lão không dây dưa vấn đề này. Giữa chúng ta ma sát va chạm, danh sư đường sẽ không quản lý. Một khi làm lớn chuyện, sinh linh đồ thán, chỉ sợ Vân Vũ Lĩnh các ngươi liền không có cần thiết tồn tại, sẽ bị xóa đi. Điểm ấy không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn cũng rõ ràng, bằng không thì không có khả năng bình an vô sự nhiều năm như vậy. Trước kia có địa mạch linh dịch, chúng ta có hy vọng tấn cấp, hiện tại không giống. Nghe được hắn nói, móng vuốt của hùng hổ thú vẫy một cái. Muốn hòa giải cũng được, chỉ cần danh sư học viện đền bù chúng ta 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Hỗ trợ ở Vân Vũ Lĩnh kiến tạo 500 tụ linh đại trận cấp 6, ta liền lập tức lệnh linh thú rút về. Chương 1615, Trương Huyền thủ đoạn thượng 1. 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm, còn 500 đại trận, nằm mơ sao, đổi điều kiện đi. Mi trưởng lão sầm mặt lại. Quả thực là công phu sư tử ngoạm, 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cả danh sư học viện lật một lần, cũng không bỏ ra nổi. Lại nói, danh sư học viện cũng không sợ các ngươi. Chỉ là lo lắng sinh linh đổ thán mà thôi, thực sự không được, điều động toàn bộ lực lượng, đồng dạng có thể san bằng Vân Vũ Lĩnh. Nhưng mà như thế mọi người tổn thất đều rất lớn, làm đất trời oán giận, có thể tránh khỏi, liền tận lực tránh khỏi. Đổi điều kiện, không được, chỉ có một điều kiện này, đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng, tiếp tục chiến đấu. Nói thật cho các người biết, ta còn không có phái ra linh thú phi hành, một khi bắt đầu, chỉ bằng những học viên không biết bay của các ngươi có thể ngăn cản. Chỉ cần đánh vào Hồng Viễn Thành, cũng không phải thương vong mấy chục người đơn giản như vậy, đến lúc đó, nhìn các ngươi làm sao giải thích với tổng bộ, làm sao giải thích với bách tính phổ thông. Hoàng Kim hùng hổ thú hừ lạnh nói.
Danh sư học viện bảo hộ một phương an toàn, nếu thật để cho linh thú phi hành của đối phương xông vào nội thành trắng trợn chém giết, lực công tín của học viện khẳng định bị nghi ngờ cùng phá hư. Lòng tin của nhân tộc đối với danh sư đường, cũng bởi vậy dao động. Ngươi, đây là uy hiếp. Ánh mắt của mi trưởng lão phát lạnh. Đường đường danh sư học viện, thế mà bị một đám thánh thú uy hiếp, quả thực sai lầm nghiêm trọng. Nếu không phải lúc trước tổng bộ nể tình đám thánh thú này có thể rèn luyện học viên, càng có thể mang đến cảm giác nguy cơ cho tất cả danh sư, để bọn họ quyết chí tự cường, khẳng định đã sớm ra tay diệt tuyệt. Làm sao đến mức để chúng diễu võ dương oai? Danh sư không thể nhục. Đây không phải lời nói suông, cũng không phải giả, thật dám nghi ngờ, không ngại ra tay xóa đi. Năm đó vu hồn nhất mạch, cường đại như thế, không phải cũng biến mất ở trong dòng sông lịch sử sao? Thậm chí độc sư quỷ dị như vậy, cũng không dám xây dựng độc điện ở bên ngoài. Đang muốn nổi giận, cùng đối phương cá chết lưới rách, liền nghe viện trưởng truyền âm vang lên bên tai. Nghĩ biện pháp hỏi ra đội ngũ linh thú phi hành của bọn chúng ở nơi nào, thuận tiện để cho ta đi qua. Mi trưởng lão sững sờ. Hỏi cái này làm gì? Đi qua, nhìn đội ngũ linh thú phi hành. Nhưng viện trưởng yêu cầu, đành phải nhíu mày, nhìn về phía hoàng kim hùng hổ thú. Cho dù vân vũ lính có linh thú phi hành, số lượng cũng có hạn đi, danh sư học viện thánh giả mấy trăm, ngăn lại những thứ này, không tính là gì. Muốn uy hiếp, cũng phải lấy ra năng lực thực tế, nói như vậy, người cảm thấy ta sẽ sợ. Số lượng có hạn, vân vũ lính ta, linh thú phi hành trọn vẹn 3.000, hơn nữa mỗi một con đều có tốc độ cực nhanh, coi như danh sư học viện có nhiều cường giả thánh cảnh, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần xông ra mấy trăm con, liền có thể tạo thành phá hư rất lớn. Thậm chí, chúng ta có thể không xung kích đế đô, xung kích một chút tiểu thành thị xung quanh, ta không tin các ngươi có nhiều thánh giả tọa trấn như vậy. Hoàng kim hùng hổ thú cười lạnh, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. 3.000. Mi trưởng lão cười nhạo. Đoán chừng đều là hóa phàm nhất, nhị trọng thậm chí còn không đến hóa phàm cảnh A, đám ô hợp mà thôi, nhiều hơn nữa, danh sư học viện ta lại có sợ gì. Linh thú phi hành. Mặc dù có thể phi hành, cũng phải nhìn thực lực. Một chút hóa phàm cũng không có đến, thậm chí chỉ là hóa phàm nhị, tam trọng, coi như biết bay lại như thế nào. Danh sư học viện tùy tiện phái mấy học sinh, liền có thể nhẹ nhõm bắn giết. Hóa phàm nhất, nhị trọng, xem ra mi trưởng lão không biết thực lực của vân vũ lĩnh chúng ta. 3.000 linh thú phi hành, đều có thực lực hóa phàm thất trọng trở lên. Người cảm giác danh sư học viện có năng lực chặn lại. Hoàng kim hùng hổ thú nói. Hóa phàm thất trọng trở lên, giọng điệu thật lớn. Mi trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt không tin. Vân vũ lĩnh chỉ lớn như vậy, làm sao có thể có nhiều linh thú phi hành cường đại thế kia? Tài nguyên cũng không đủ a hát, huống chi, đám linh thú chiến đấu với học sinh kia càng nhiều vô số kể. Tài nguyên của vân vũ lĩnh, có thể nuôi sống nhiều linh thú cường đại như vậy sao? Không tin. Hoàng kim hùng hổ thú cau mày. Ngươi nói khoa trương như thế bảo ta tin tưởng, các ngươi đã không có thành ý, ta nhìn cũng không cần nói chuyện. Mi trưởng lão vẫy tay, dừng lại một chút. Đương nhiên, để cho ta tin tưởng cũng rất đơn giản, hoàn toàn có thể phái thánh thú, mang học sinh của ta qua nhìn một chút, thật có nhiều linh thú cường đại như vậy, ta sẽ đưa tin cho các trưởng lão khác, thậm chí còn có thể hiệp thương với Ngọc Thần Thanh bệ hạ. Nếu ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì tốt, Hắc Linh báo. Các ngươi mang học sinh này của mi trưởng lão qua mở mang kiến thức quân đoàn linh thú phi hành của chúng ta. Hoàng kim hùng hổ thú hừ một tiếng. Mặc dù nó nói hung mãnh, kỳ thật cũng rất e ngại danh sư học viện. Bồi dưỡng được nhiều danh sư như vậy, tàng long ngọa hổ, chỉ đối phó học sinh còn có tự tin, nhưng đánh với lão sư, coi như dựa dẫm địa thế, cũng khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí coi như các lão sư không ra tay, chỉ cho học sinh rèn luyện, bọn chúng cũng sẽ tổn thương nặng. Bao nhiêu năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đàm phán, liền tận lực đàm phán. Giống. Hai bán thánh Hắc Linh báo trước đó thủ ở cửa ra vào lên tiếng, đi đến. Mi trưởng lão, người tận lực kéo dài thời gian, không cần tới xung đột, bảo vệ tốt bản thân là được. Truyền âm bàn giao, Trương Huyền đứng dậy đi theo Hắc Linh báo ra ngoài. Vâng. Mặc dù không biết mục đích của viện trưởng là gì. Nhưng mi trưởng lão vẫn lên tiếng, ngẩng đầu nhìn qua. Hiện tại học trò của ta qua nhìn, nếu quả thật như các ngươi nói, sẽ bẩm báo học viện tình hình thực tế, sau đó lại làm giải quyết. Thật có nhiều linh thú quân đoàn như vậy,
điều kiện các ngươi nói, cũng không phải là không thể đáp ứng. Ồ, vẫn là Mi trưởng lão dễ nói chuyện, vậy chúng ta liền đợi đi. Hoàng Kim Hùng Hổ Thú nhẹ gật đầu. Chương 1616, Trương Huyền thủ đoạn thượng 2. Thánh thú khác cũng không nói thêm gì nữa. Có thể không chiến đấu liền nhận được chỗ tốt tự nhiên tốt nhất. Mặc dù thực lực của bọn hắn hùng hậu, nhưng liều mạng với danh sư đường, vẫn không dám. Sơn động lập tức lâm vào yên tĩnh, Mi trưởng lão thấy thành công kéo dài thời gian, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng âm thầm nghi ngờ. Viện trưởng muốn biết vị trí cụ thể của linh thú phi hành làm gì. Nhiều linh thú như vậy, điều động tất cả lão sư của danh sư học viện cũng cảm thấy đau đầu, huống chi một người. Đi theo sau lưng Hắc Linh báo, Trương Huyền ra sơn động, lập tức nhìn thấy bốn phía có mấy chục con linh thú bán thánh, tòng thánh chạy chung quanh, nhìn chằm chằm. Hai vị, thực lực của ta thấp, đám thánh thú này ở chung quanh quanh quẩn, sợ sẽ gây bất lợi cho ta. Có thể để bọn chúng lui xuống trước hay không? Trương Huyền rụt cổ. Giống. Thấy danh sư Tầm Phong Cảnh cư nhiên nhát gan như thế, khóe miệng hai Hắc Linh báo vung lên, tràn đầy cười lạnh. Lão sư nhất định muốn mang ta tới, ta thật sự rất sợ hãi, nhìn linh thú phi hành, cũng không phải ta nguyện ý. Xin hai vị thương xót, chỉ cần không để bọn chúng ở chung quanh, hai viên linh thạch thượng phẩm này, chính là của các ngươi. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm ném tới, trong mắt Trương Huyền tràn đầy cảnh giác nhìn bốn phía, như không có cảm giác an toàn. Tiếp nhận linh thạch, con mắt của hai Hắc Linh báo lập tức sáng lên. Tuy bọn chúng là bán thánh, nhưng hưởng thụ tài nguyên không nhiều, hai viên linh thạch thượng phẩm, đã coi như tài phú không nhỏ. Giống. Thu hai viên linh thạch, hai Hắc Linh báo vung móng vuốt, giống lên một tiếng. Chung quanh tất cả linh thú tòng thánh, bán thánh nghe được mệnh lệnh, nhao nhao lui về phía sau, thời gian nháy mắt liền biến mất. Mặc dù thực lực của Hắc Linh báo không phải mạnh nhất trong đó, nhưng là người hầu của mấy đại vương giả, nói chuyện không có ai dám vi phạm. Giống. Thấy chư thú rời đi. Hai Hắc Linh báo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Huyền, tràn đầy kiêu ngạo, ý tứ rất đơn giản. Người can đảm nhỏ như vậy, làm sao thành danh sư? Ha ha! Đối với bọn chúng chế giễu, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Hô! Một thân ảnh giống như đúc xuất hiện, hai người đồng thời nhoáng một cái, giống như quỷ mị, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt hai con Hắc Linh báo, đồng thời bắn ra một quyền. Bành, bành! Tốc độ quá nhanh, hai Hắc Linh báo ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hoặc là thần phục với ta, hoặc chết. Hai Trương Huyền phân biệt đi tới trước mặt hai Hắc Linh báo, bàn chân dẫm lên đầu của đối phương, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua. Giống. Hắc Linh báo không nghĩ tới thái độ của tên này chuyển biến nhanh như vậy, rõ ràng chỉ có thực lực Tầm Phong Cảnh, bọn chúng là bán thánh cũng ngăn không nổi, tất cả đều bối rối. Mấy tức qua đi. Liền có quyết định, một giọt máu tươi từ trong mi tâm bay ra, rơi vào trước mặt Trương Huyền. Hắc Linh báo, thần phục. Không tệ, trước gọi những linh thú bán thánh, tòng thánh kia, kêu đến từng con, nói Hoàng Kim Hùng Hổ Thú triệu hoán. Thấy chúng thuần phục, Trương Huyền phân phó. Giống. Không dám vi phạm, hai Hắc Linh báo gật một cái, xoay người đi ra ngoài. Thấy chúng nó rời đi, tinh thần Trương Huyền khẽ động, Tử Dương Thú cùng Kim Nguyên Đỉnh xuất hiện ở trước mắt. A tử, đỉnh đỉnh, một lát nữa đánh những linh thú này thần phục cho ta. Vâng, chủ nhân. Tử Dương Thú gật đầu. Hắc hắc, ta thích nhất chuyện như vậy, chủ nhân, không nghe lời không thần phục, có thể cho phép ta luyện thành than hay không? Trong thanh âm của Kim Nguyên Đỉnh tràn đầy kích động, làm danh sư học viện trấn viện thánh khí, nó từ trước tới nay rất sụt rè, có rất ít cơ hội xuất thủ. Có thể. Trương Huyền gật đầu. Lần này tới, chính là đồ sát phân vụ lĩnh. Không thần phục. Chỉ có một con đường có thể đi, chính là nhất định phải chết. Giống. Không lâu sau, một linh thú tòng thánh được Hắc Linh báo hô tới, 2 phút đồng hồ sau, quỳ gối ở trước mặt Trương Huyền, hoàn toàn thần phục. Lại mấy phút đồng hồ sau, 3 linh thú bán thánh thần phục. Sau 10 phút, tất cả tòng thánh, bán thánh trước đó loạn chuyển ở chung quanh đều toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của Trương Huyền. Xong rồi, các ngươi giống như trước đó, tán ở chung quanh. Không nên để cho linh thú khác nhìn ra, Hắc Linh báo, mang ta đi chỗ linh thú phi hành. An bài xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Những tòng thánh, bán thánh này dễ thuần phục hơn tưởng tượng một chút, chỉ có 2 con không nghe lời, bị Kim Nguyên Đỉnh luyện thành xỉ than. Trải qua giết gà dọa khỉ,
linh thú khác không dám có chút phản kháng, tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời. Chủ nhân, toàn bộ linh thú phi hành đều tập trung ở sơn cốc bên kia. Sau khi nhận chủ, giờ phút này Hắc Linh Báo cũng tận tâm tận trách, ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền, thủ tử Dương Thú, phân thân cùng Kim Nguyên Đỉnh vào Thiên Nghĩ Phong Sào, lúc này mới theo ở phía sau, sải bước đi qua. Chương 1617, thủ đoạn của Trương Huyền hạ 1. Linh thú phi hành cách chỗ chứa đựng địa mạch linh dịch cũng không gần, cưỡi Hắc Linh Báo một đường chạy như điên, tiếp cận 5 phút mới đến. Là một sơn cốc to lớn, đường kính chừng 2-3 dặm. Trương Huyền vận chuyển minh lý chi nhãn nhìn sang, giống như Hoàng Kim Hùng Hổ Thú nói, quả thực có khoảng 3.000, hơn nữa lực lượng của những linh thú này, đều đạt đến hóa phàm thất trọng trở lên. Bầy linh thú phi hành cường đại như thế, nếu quả thật phóng về phía Hồng Viễn Thành, chỉ sợ sẽ rất khó ngăn cản. Coi như về sau chém giết toàn bộ, cũng tạo thành thất lớn cực tổn. Nhiều linh thú chất thành một đống như vậy, nhất định phải bố trí trận pháp, mới có thể không để chúng chạy trốn. Trương Huyền nhíu mày. Linh thú thực sự nhiều lắm, nhất định phải bố trí đại trận, mới có thể bao phủ toàn bộ, nếu không một khi chạy trốn, báo tin Hoàng Kim Hùng Hổ Thú, Mi trưởng lão liền có khả năng gặp nguy hiểm. Cái địa hình này, rất thích hợp chi dương huyễn trận cấp 6. Liền bố trí trận này. Trương Huyền hít sâu một hơi, quan sát địa hình chung quanh, tính toán một hồi, một trận pháp xuất hiện ở trong óc. Mặc dù không có khảo hạch đẳng cấp trận pháp sư, nhưng lý giải với trận pháp sớm đã đạt đến lục tinh đỉnh phong. Căn cứ địa hình suy tính trận pháp, rất đơn giản liền có thể hoàn thành. Cổ tay khẽ đảo, một đống trận kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thân thể nhảy lên, Trương Huyền đi tới bầu trời. Giống. Tất cả linh thú thấy có người tới, tất cả đều hoảng sợ, đang định bay lên công kích, hai Hắc Linh Báo liền chui ra, giống lên một tiếng. Vị này là thầy Trương tới đàm phán với vương giả, muốn nhìn trận doanh linh thú phi hành của chúng ta, thuận tiện bố trí trận pháp. Chư vị không nên kinh hoàng, an tâm đợi là được. Nói là thú ngữ, tất cả linh thú đều có thể nghe hiểu. Thấy người hầu ở trước mặt vương giả mở miệng, tất cả linh thú không còn ý kiến, tất cả đều nằm sấp xuống. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trận kỳ trong tay lơ lửng bay lên, thẳng tắp bắn về bốn phía. Hô! Chi dương huyễn trận thành hình, một đoàn mê vụ lập tức bao vây tất cả linh thú phi hành ở bên trong. Trước đó biết hắn muốn bày trận, tất cả linh thú cũng không có kinh hoàng, toàn bộ đều an tĩnh nằm nguyên tại chỗ. Bắt đầu đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, phân thân xuất hiện, hai người thẳng tắp vọt xuống dưới, đi vào mê vụ. Giống, giống, giống. Phía dưới lập tức vang lên tiếng giống của linh thú. Những linh thú này, lực lượng mạnh nhất cũng chỉ là tầm phong cảnh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của Trương Huyền cùng phân thân, ngay cả Tử Dương thú cùng Kim Nguyên đỉnh cũng không cần triệu hoán. Mỗi tiến lên mấy bước, liền có một linh thú thuần phục. Hắn bên này thuần thú, trong sơn động, Mi trưởng lão đầu đầy mồ hôi. Từ khi Trương Huyền rời đi đến bây giờ, đã một canh giờ, tất cả thánh thú đã xuất hiện hoài nghi. Làm sao vẫn chưa trở lại? Học sinh của ngươi đến cùng đang làm gì? Vẻ mặt của Hoàng Kim Hùng Hổ Thú trầm thấp, để học sinh của Mi trưởng lão đi nhìn quân đoàn linh thú phi hành, dựa theo tình huống bình thường, hơn 10 phút liền có thể qua lại. Đã lâu như vậy còn không thấy tung tích, ngu nữa cũng sẽ cảm giác có vấn đề. Học sinh của ta chỉ là tầm phong cảnh, có gì làm được cái gì? Trong lòng Mi trưởng lão lo lắng, trên mặt lại không biểu hiện ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Học sinh này của ta có chút cẩn thận, đoán chừng là quan sát kỹ lực lượng và số lượng của tất cả linh thú, chúng ta đều ở nơi này, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng sẽ chạy hay sao? Chạy, ngươi ở đây, coi như hắn chạy cũng lật không nổi sóng lớn. Hoàng Kim Hùng Hổ Thú hừ lạnh một tiếng. Xích Phiêm Sư, ngươi qua nhìn một chút, xem tên này đến cùng làm cái quỷ gì. Nhân loại từ trước tới nay gian xảo, tuyệt đối không nên trúng quỷ kế. Vâng. Xích Phiêm Sư nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài. Chậm đã. Mi trưởng lão vội vàng đứng lên. Một học sinh mà thôi, làm sao, đường đường vương giả của Vân Vũ Lĩnh, lại nhát gan như vậy. Nhát gan, không cần phải để ý đến hắn. Xích Phiêm Sư, qua nhìn một chút. Mặc kệ đối phương kéo dài, Hoàng Kim Hùng Hổ Thú lắc lắc móng vuốt. Thấy Xích Phiêm Sư muốn đi ra, Mi trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy. Sớm nghe nói thực lực của Hoàng Kim Hùng Hổ Vương mạnh mẽ, có dám so đấu với ta một trận không? Cũng để ta lĩnh hội một chút, thực lực thú tộc cường đại như thế nào. So đấu với ta?
không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra loại yêu cầu này, Hoàng Kim Hùng hổ thú nhướng mày. Thế nào, không dám. Mi trưởng lão nói. Có gì không dám. Hoàng Kim Hùng hổ thú hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Vậy thì tốt rồi, vị Xích Viêm Vương này, không bằng lưu lại quan chiến, ta vượt qua Hoàng Kim Hùng hổ vương, không ngại khiêu chiến ngươi một chút. Mi trưởng lão ngạo khí nói. Khiêu chiến đối phương, tự nhiên là vì kéo dài thời gian, mặc dù không biết mục đích của viện trưởng là gì, nhưng đã an bài nhiệm vụ, liền không thể cản trở. Tốt. Xích Viêm sư nhẹ gật đầu. Một người một thú, đều là tồn tại đỉnh phong nhất trong Hồng Viễn Đế Quốc, cả hai giao chiến, tự nhiên có ý nghĩa hơn nhiều đi tìm một tiểu gia hỏa tầm phong cảnh. Vậy thì tới đi. Sợ Hoàng Kim Hùng hổ thú kịp phản ứng, phương pháp kéo dài thời gian mất đi hiệu lực, mi trưởng lão hét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đi đầu đánh về phía thánh thú. Lực lượng của thánh giả nhất trọng đỉnh phong bộc phát, cả sơn động đều bị chân khí tràn ngập, bàn tay nhẹ nhàng đè ép, nham thạch cũng có chút không chịu nổi, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Ha ha, nếu chỉ có chút thực lực ấy, liền hổ thẹn xưng hào thập đại trưởng lão A Hát. Chương 1618, thủ đoạn của Trương Huyền hạ 2. Cảm nhận được áp lực lăng không mà đến, Hoàng Kim Hùng hổ thú chẳng những không có e ngại, ngược lại gào thét, móng vuốt to lớn nâng lên, bổ về đằng trước. Tê lạp. Không khí tựa như bị xé nứt, gió lốc hiu hiu, phát ra thanh âm nghẹn ngào, công kích của mi trưởng lão liền bị hóa giải. Sau một khắc, đuôi của Hoàng Kim Hùng hổ thú lăng không quét tới, như roi thép, một khi bị đánh trúng, coi như thực lực của thánh giả nhất trọng đỉnh phong mạnh mẽ, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Hô! Không dám mạnh mẽ chống đỡ, thân thể mi trưởng lão nhoáng một cái, tránh thoát đi. Siêu! Đúng lúc này, Hoàng Kim Hùng hổ thú lại quất tới một vuốt, mi trưởng lão người ở trên không trung, không cách nào tránh né, đành phải ra quyền đón đỡ. Quyền, chảo đối đầu, chỉ cảm thấy ngực buồn bực, bay ngược ra, sống lưng nặng nề đụng vách tường, đập ra một cái hố to. Linh thú, thánh thú bởi vì tố chất thân thể cùng lực lượng, đều cường đại hơn nhân loại đồng cấp một tia, vị này càng là thánh thú lợi hại nhất của Vân Vũ Lĩnh, mặc dù thực lực của mi trưởng lão không yếu, nhưng muốn mạnh mẽ chống đỡ, lại có chút làm không được. Ha ha, đường đường thập đại trưởng lão, lực lượng cũng không gì hơn cái này. Một chiêu đắc thủ, Hoàng Kim Hùng hổ thú hổ gầm một tiếng, chấn lỗ tai người có chút choáng váng, thân thể khổng lồ lao về phía trước. Sông theo mây, hổ theo gió. Mặc dù Hoàng Kim Hùng hổ thú không phải lão hổ, nhưng cũng là một loại thánh thú loại hổ, còn chưa tới trước mặt, liền giống như một cơn lốc tập qua, mi trưởng lão kìm lòng không được lui về phía sau, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện, bỗng nhiên đâm tới. Chỉ bằng vào man lực, khẳng định chống chọi không được đối phương, chỉ có thể sử dụng vũ khí. Siêu siêu siêu, trường kiếm kéo ra kiếm hoa, hóa thành từng đạo kiếm mang thẳng tắp đâm tới. Dường như biết chiêu số của hắn. Hoàng Kim Hùng hổ thú cũng không tránh né, hít sâu một hơi, da lông toàn thân trở nên ngăm đen, tựa như tạo thành lân phiến đặc thù. Đinh đinh đinh, kiếm mang rơi vào trên da lông, lại bị chặn ở bên ngoài, rốt cuộc không đâm vào được. Cái gì? Mi trưởng lão sầm mặt lại. Sớm biết tên này mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến cường đại như thế. Một kiếm này của hắn, thế mà ngay cả da lông cũng không đâm thủng, phòng ngự cũng quá lợi hại đi. Khó trách Vân Vũ Lĩnh 10 đại thánh thú, đều đạt đến thánh giả nhất trọng đỉnh phong, lại đều nghe nó, chỉ là loại phòng ngự này, liền có thể để vô số thánh thú, thậm chí tu luyện giả chùn bước. Hồng Diệp thập tam kiếm. Biết không cẩn thận sẽ bị thương, không dám dừng lại, một kiếm bị chặn, mi trưởng lão nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, chân khí trong cơ thể lập tức dựa theo quỹ tích đặc thù vận chuyển. Trường kiếm phát ra thanh âm sắc nhọn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà đi. Hồng Diệp thập tam kiếm, là tuyệt chiêu võ kỹ mạnh nhất của hắn. Lúc trước Hỏa Long thánh thú, chính là thua ở dưới chiêu này, mới cam tâm tình nguyện thành thú sủng. Xì xì xì, kiếm mang ở trên không trung hình thành một mảnh lá đỏ, gào thét lên bay tới đằng trước, mang theo lực uy hiếp xé nát hết thảy. Có chút ý tứ, nhưng loại trình độ này liền muốn thắng ta, nằm mơ. Nhìn thấy hắn thi triển ra một kiếm như vậy, Hoàng Kim Hùng hổ thú cũng hơi kinh ngạc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, móng trước xoay chuyển, lộ ra móng vuốt sắc bén ngăm đen, lần nữa bổ xuống. Đinh đinh đinh. Móng vuốt cùng lá đỏ đối đầu, Hoàng Kim Hùng hổ thú lui về sau một bước, mi trưởng lão thì phun ra máu tươi, bay ngược ra sau, rơi trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch. Lần này dùng hết toàn bộ lực lượng, đã bị trọng thương.
vội vàng xoay người ngồi dậy, nuốt một viên đan dược chữa thương, mới cảm giác thoải mái hơn một chút. Thế nào, thực lực của ta cũng không tệ lắm a. Thấy Mi trưởng lão thua, Hoàng Kim Hùng hổ thú cười ha ha một tiếng, mặc dù cũng bị thương nhẹ, nhưng so với đối phương, lại chênh lệch rất nhiều. Nói cách khác, tỉ thí lần này, người sau căn bản không phải đối thủ. Lợi hại. Mi trưởng lão đứng dậy, muốn không thừa nhận cũng không được. Quả thực không phải là đối thủ, người cùng thú đồng cấp bậc, vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu không, Tử Dương thú cũng sẽ không mệnh danh người mạnh nhất danh sư học viện. Vậy thì tốt, so cũng so xong, Xích Viêm sư, mau mau đi qua, nhìn xem tiểu tử kia đến cùng làm cái quỷ gì, đến bây giờ cũng chưa trở lại, nếu như dám làm ra chuyện bất lợi với Vân Vũ lĩnh, giết. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Hoàng Kim Hùng hổ thú phân phó. Vâng. Xích Viêm sư nhẹ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Cái này, không vội. Vẻ mặt Mi trưởng lão biến đổi, đang muốn qua ngăn cản, chỉ thấy Hoàng Kim Hùng hổ thú lạnh lùng nhìn qua. Thế nào, Mi trưởng lão còn muốn so với ta một trận? Ta. Thân thể hắn run lên. Tình huống hiện tại của hắn khẳng định không thể lại chiến đấu, thật muốn động thủ, tất sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù không biết viện trưởng đang làm gì cần hắn kéo dài thời gian, nhưng hiện tại đã kéo không được, làm sao bây giờ? Còn không mau đi. Cũng nhìn ra mục đích kéo dài của hắn, Hoàng Kim Hùng hổ thú phất tay. Vâng. Xích Viêm sư cũng không dừng lại, thân thể nhoáng một cái, thời gian nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Viện trưởng. Thấy nó biến mất, biết sốt cuộc đuổi không kịp, sắc mặt của Mi trưởng lão trắng nhợt, thân thể như một bãi bùn nhão. Ta đã tận lực. Chương 1619, các ngươi đi ra một chút. 1. Xích Viêm sư đi ra sơn động, nhanh chân bay về phía vị trí sơn cốc của linh thú phi hành, rất nhanh thì tới gần. Tại sao nơi này có thể có huyễn trận? Xích Viêm sư nhướng mày. Xuất hiện ở trước mắt chính là một trận pháp cự đại, bao phủ toàn bộ chung quanh, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng linh thú giống lên, hai hắc linh báo trước đó mang tiểu tử kia tới, đang đứng ở N4 phía, vẻ mặt cảnh giác. Hắc linh, đây là có chuyện gì? Xích Viêm sư đi tới gần, ánh mắt băng lãnh. Xích Viêm vương giả. Nhìn thấy nó xuất hiện, hắc linh báo giật nảy mình, vội vàng giải thích. Là như vậy, thầy Trương kia là trận pháp đại sư, vừa đến liền bố trí trận pháp ở chỗ này, sau đó. Không thấy, chúng ta không tìm được. Ngu xuẩn. Xích Viêm sư trừng mắt. Đối phương ở đây bày trận, rõ ràng không có ý tốt. Hai người này lại không ngăn cản, thật là ngu xuẩn. Huyễn trận không ngăn cách khí tức, linh thú trong đó cũng không chết, hoàn toàn có thể rõ ràng cảm thụ ra. Đã không phải đối phó những linh thú này, bố trí trận pháp làm gì? Hắn đang kỳ quái, liền thấy trận pháp chậm rãi tán đi, một thanh niên từ phía dưới bay tới, chính là học sinh của Mi trưởng lão. Lúc này vẻ mặt Trương Huyền hơi trắng bệch, có chút mê mang. Hơn một canh giờ thuần phục, coi như thể lực của hắn rất mạnh, cũng cảm thấy thân khốn mệt mỏi. May mắn tất cả linh thú phi hành đều đã nhận chủ, thành thú sủng của hắn. Trong đó cũng không thiếu xương cứng, không muốn thuần phục, hết thảy một quyền đấm chết. Tiểu tử, người đang làm gì? Thấy hắn xuất hiện, Xích Viêm sư gầm lên giận dữ. Không có gì, A tử, đỉnh đỉnh, trước đánh tên này một trận, ta khôi phục một chút lại nói. Nhìn thấy Xích Viêm sư, Trương Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy ra một viên đan dược cấp 6 khôi phục thể lực nuốt xuống. Khẽ đảo cổ tay, Tử Dương thú cùng Kim Nguyên đỉnh lập tức vào tới. Thấy có thánh giả nhất trọng đỉnh phong có thể đánh, Kim Nguyên đỉnh kêu quái dị một tiếng, lập tức xông tới. Bành! Xích Viêm sư còn không kịp phản ứng, liền bị đụng bay, dính vào trên vách núi đá, hộc từng ngụm máu. Nhưng còn không có đợi nó nôn hết, quả đấm của Tử Dương thú đập tới. Bành 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 bành! Một thánh thú, một thánh khí, hai đại cao thủ liên hợp. Xích Viêm sư căn bản ngăn cản không nổi, thời gian nháy mắt liền bị đánh hoàn toàn thay đổi, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, muốn la cũng gọi không ra. Không lâu sau, tên này đành phải lệ rơi đầy mặt ngoan ngoãn nhận chủ, không dám nói nhảm. Cái này gọi là chuyện gì, chỉ đi ra nhìn một chút, bị đánh thành như vậy, còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Chủ nhân! Sau khi hiến tế linh hồn, mặt mũi của Xích Viêm sư sưng đỏ nhìn qua. Bây giờ ngươi đi về lừa gạt hai vị vương giả ra. Lúc này Trương Huyền cũng hoàn toàn khôi phục, duỗi lưng một cái, thản nhiên nói. Lừa gạt hai vị ra. Khóe miệng Xích Viêm sư co giật, con mắt nháy mấy lần.
Không sai. Trương Huyền gật đầu. Trong sơn động tổng cộng có 10 vị vương giả, toàn bộ đi ra, coi như Kim Nguyên đỉnh cùng Tử Dương thú cộng lại, cũng rất khó chiến thắng, chớ nói chi là thuần phục. Lại nói, rất nhiều thánh thú chung một chỗ, tất cả mọi người sẽ biểu hiện có chút cốt khí, nếu không mặt mũi còn đâu. Muốn thuần phục sẽ rất khó. Đơn độc thu thập, liền dễ dàng hơn không ít, cũng đơn giản hơn không ít. Được rồi. Linh hồn bị khống chế, Xích Phiêm sư không có cách nào cự tuyệt, đành phải đáp ứng, lập tức ngẩng đầu lên. Hiện tại bộ dáng của ta như vậy, bọn chúng cũng phải tin tưởng mới được. Vừa rồi Kim Nguyên đỉnh quá mức hưng phấn, ra tay có chút ác, toàn thân tên này bị đánh hoàn toàn thay đổi, đã không còn hình dạng. Uống hồ lô linh dịch này đi. Truyền vào mấy đạo thiên đạo chân khí vào một hồ lô địa mạch linh dịch, đưa tới. Thực lực của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, kích cỡ lại lớn như thế, truyền thiên đạo chân khí vào rượu, chỉ ít cần mười mấy hồ lô, thật muốn uống hết, cũng sẽ say mềm. Cho dù không say, toàn thân mùi rượu, vào sơn động cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Mà địa mạch linh dịch hòa vào thiên đạo chân khí, hiệu quả chữa thương càng tốt hơn, một hồ lô là đủ. Linh dịch. Tiếp nhận hồ lô. Xích Phiêm sư mở nút chai, chỉ ngửi một cái, mắt liền tối sầm lại. Xem như tìm được ra hỏa trộm đồ, không nghĩ tới bây giờ thành chủ nhân của nó. Cái này gọi là chuyện gì? Buổi sáng hôm nay còn cùng vương giả khác chung một chỗ, cắn răng nghiến lợi chửi loạn, chỉ cần bắt được tất nhiên sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Hiện tại liền quỳ trên mặt đất, mặt mũi cung kính. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết a hát, mặc dù lòng buồn bực, nhưng Xích Phiêm sư vẫn uống cạn hồ lô địa mạch linh dịch. Linh khí vừa tiến vào trong cơ thể, trước đó trọng thương lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, hoàn mỹ khôi phục. Cái này. Xích Phiêm sư nháy mắt. Nó quá quen thuộc địa mạch linh dịch, trước kia uống rất nhiều khôi phục lực lượng, làm sao? Còn có thể chữa thương. Ta tăng thêm chút dược liệu, có thể cấp tốc khôi phục thương thế, chỉ phải hiệu chung với ta, giúp người tăng lên tới thần thức cảnh, cũng không tính quá khó. Trương Huyền thản nhiên nói. Vâng. Xích Phiêm sư gật đầu. Để đồ vật ngưng tụ linh khí tinh thuần như địa mạch linh dịch, nắm giữ hiệu quả chữa thương như thánh dược, tuyệt đối là thần kỹ. Chủ nhân như thế, có lẽ thật có giúp nó tăng thực lực lên, xung kích thần thức cảnh. Đi thôi. Dặn dò một tiếng, Trương Huyền không nói thêm lời. Linh thú đã thuần phục, sống chết ở một ý niệm của hắn, cũng không sợ đối phương làm phản. Chủ nhân. Chương 1620, các ngươi đi ra một chút. Hai. Thấy Xích Phiêm sư rời đi, Tử Dương thú đi tới, tràn đầy bội phục. Vân Vũ Lĩnh vẫn là tai họa ngầm của danh sư học viện, năm đó lão viện trưởng cũng không thể làm gì, vị tân viện trưởng này ngược lại tốt, vừa đến liền thuần phục hết bán thánh, tòng thánh, ngay cả 10 đại vương giả của đối phương cũng thuần phục một con, xem ra vẫn còn tiếp tục. Chỉ sợ không bao lâu, Vân Vũ Lĩnh rằng co với danh sư học viện không biết bao nhiêu năm, sẽ biến thành phụ thuộc của nhân loại, không còn uy hiếp. Vân Vũ Lĩnh 10 đại vương giả, lừa qua toàn bộ, thu thập cả đám, hiện tại bọn chúng đi ra, chúng ta không phải là đối thủ, chờ thuần phục nhiều hơn, như vậy liền thoải mái. Còn tưởng rằng đối phương lo lắng, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thấy Vân Vũ Lĩnh chiến đấu với nhân loại, hắn liền nghĩ kỹ, lúc này mới yêu cầu đàm phán. Chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi đi vào Vân Vũ Lĩnh, đánh tan từng cái. 10 đại vương giả tập hợp lại, rất lợi hại, hắn cũng hết cách rồi. Nhưng lừa gạt cả đám ra, chỉ cần thu phục 4 cái trở lên, lại thêm Kim Nguyên Đỉnh, Tử Dương Thú, cùng rất nhiều khôi lỗi dị linh tộc. Coi như muốn phản kháng, cũng không có biện pháp. Bên này Mi trưởng lão còn không biết ý định của Trương Huyền, đang thở hổn hển, tràn đầy lo lắng. Hô! Đang không biết hiện tại viện trưởng thế nào, chỉ thấy Xích Phiêm sư đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Hắc Linh cùng tiểu tử kia đâu? Thấy nó đi vào, Hoàng Kim Hùng Hổ Thú nhướng mày. Bảo tên này đi tìm người, làm sao lại trở về. Tiểu tử kia thông minh muốn chết, bị dọa đến trực tiếp chạy trốn, Hắc Linh đuổi theo cũng không đuổi kịp, ta truy xét một chút, cũng không xác định đi phương hướng nào, Thiết Bối Hùng, Thanh Trúc Địa Long, các ngươi theo ta đi tìm xem. Xích Phiêm sư hừ một tiếng. Chạy trốn. Ha ha, Mi viện trưởng, cái này là học sinh của ngươi. Thấy được nguy hiểm, liền ném lão sư ở nơi đây, bản thân chạy trước. Danh sư cũng có kỳ hoa như thế, thật là hiếm thấy. Nghe được tiểu tử kia chạy trốn, ngay cả lão sư cũng không cần, vương giả khác đều nở nụ cười. Đều nói danh sư chú trọng truyền thừa, lão sư ở đây đàm phán, tiểu tử kia lại chạy nhanh như vậy,
quả thực mất mặt xấu hổ. Viện trưởng chạy trốn, Mi trưởng lão cũng choáng váng, mặc dù hắn không tin, nhưng Xích Viêm sư không cần thiết nói như vậy. Tốt, ta đi theo ngươi nhìn xem, tìm được tiểu tử này, nhất định phải nhận thức một chút, danh sư học viện cũng có nhân vật như vậy. Một con thiết bối hùng đứng dậy. Ha ha, ta cũng đi xem một chút. Thanh Trúc Địa Long cũng đứng lên. Hai người này, giống như Xích Viêm sư, đều là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, thực lực như vực sâu, thấy không rõ lắm đến cùng cao bao nhiêu. Đi nhanh về nhanh, chính sự quan trọng. Thấy hai thú muốn đi ra ngoài, Hoàng Kim Hùng hổ thú nhíu mày. Yên tâm đi. Xích Viêm sư nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo hai thánh thú đi ra ngoài. Mi trưởng lão, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Học sinh thân truyền của mình lại là bộ đức hạnh này. Còn mặt mũi nào giảng đại đạo lý, giảng nhân nghĩa đạo đức với ta? Hai thú rời đi, Hoàng Kim Hùng hổ thú cười lạnh. Thân chính mới có thể phục người, người thân là một trong thập đại danh sư, học sinh thân truyền lại tham sống sợ chết, nói ra, cũng không cần sống, mất mặt cũng có thể mất chết. Ta, Mi trưởng lão siết chặt nắm đấm, muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời. Mặc dù hắn không tin thầy Trương sẽ chạy trốn, nhưng vị viện trưởng này đến cùng đang làm gì? Luôn mồm cần đàm phán, hiện tại qua hơn một canh giờ, một câu không nói, mục đích là cái gì cũng không rõ ràng, nên làm cái gì bây giờ? Hắc hắc, không cần đoán, khẳng định là học sinh của Mi trưởng lão, nhìn thấy chúng ta có nhiều linh thú phi hành như vậy, biết một khi chiến đấu, thua không nghi ngờ, dọa đến bỏ trốn. Hẳn vậy, ta còn cho rằng danh sư có cốt khí, không nghĩ tới, so với thú tộc chúng ta càng tệ. Đám vương giả đều nở nụ cười. Được rồi, không cần nhiều lời, Mi trưởng lão, ngươi cũng không cần tiếp tục kéo dài thời gian, nhanh liên hệ các trưởng lão khác, đáp ứng điều kiện, nếu không hôm nay đừng nghĩ đi. Hoàng Kim Hùng hổ thú cười lạnh, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Ta, Mi trưởng lão than thở một tiếng, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân, lập tức nhìn thấy thiết bối hùng đi đến. Tiểu tử kia thật tà môn, không biết từ nơi nào tìm đến mấy vị cao thủ, ta cùng Xích Viêm sư đánh không lại, hổ đầu thú, thiết sỉ lang, các ngươi theo chúng ta đi giết chết hắn. Còn tìm cao thủ như thế nào, ba người các ngươi cũng đánh không lại. Muốn chúng ta hỗ trợ. Hổ long thú, thiết sỉ lang đứng dậy. Ta cũng không biết, hẳn không phải là trưởng lão học viện, động tác nhanh lên, nếu không, ta sợ đám người Xích Viêm sư gánh không được. Thiết bối hùng lo lắng thúc giục. Được rồi. Hai vương giả bàn giao với Hoàng Kim Hùng hổ thú một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Mới vừa đi một hồi, thiết sỉ lang lại đến. Người của bọn hắn hơi nhiều, thanh khứu tượng, linh hoang vượn, thiết lân thú, bạch nhĩ thú, bốn người các ngươi theo ta đi. Thầy Trương, tìm ai tới? Mi trưởng lão không hiểu ra sao, sắp choáng váng rồi. Cái này, nhìn chung quanh, chỉ còn lại có một mình, Hoàng Kim Hùng hổ thú cũng bối rối. Chương 1621, Hiến tế Vân Vũ Lĩnh 1. 10 đại thánh thú, mỗi một con đều có thể so với thập đại trưởng lão của danh sư học viện. Một học sinh của Mi trưởng lão, tìm người nào có thể để cho 9 thánh thú cùng đi ra? Chẳng lẽ các trưởng lão khác đều tới? Không đúng, nếu là như vậy, bên ngoài nhiều bán thánh, tòng thánh thế kia, khẳng định đã sớm bẩm báo, không đến mức tin tức gì cũng không có. Mi Trúc, người đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hoàng Kim Hùng hổ hơi híp mắt, nhìn lại. Ta một mực ở nơi này, không biết gì à? Mi trưởng lão sắp muốn khóc. Hắn chính là cái đánh xì dầu, phối hợp diễn kịch, viện trưởng muốn làm gì, là thật không rõ ràng. Không biết, tốt nhất đừng dở trò gian gì với ta, Vân Vũ Lĩnh ta có thể ở dưới mí mắt của danh sư học viện tồn tại nhiều năm như vậy không ngã, tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài. Thấy biểu lộ của đối phương quả thực không biết, Hoàng Kim Hùng hổ thú uy hiếp một tiếng. Linh thú các ngươi trải rộng toàn bộ Vân Vũ Lĩnh, nếu quả thật có thủ đoạn gì, làm sao có thể không biết? Mi trưởng lão nói. Hoàng Kim Hùng hổ thú nhẹ gật đầu, chuyện này cũng là nó nghi ngờ. Thật muốn có vấn đề, những vương giả kia khẳng định sẽ báo cáo, để vương giả khác ra ngoài, nói rõ có năng lực giải quyết. Trước không cần để ý đến, chỉ cần đừng để vị Mi trưởng lão này rời đi, danh sư học viện khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, coi như không đáp ứng điều kiện, cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trong lòng đã tính toán, cảm thấy không có vấn đề gì, Hoàng Kim Hùng hổ thú đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Xích Viêm sư đi đến. Ngay sau đó thiết bối hùng,
hổ đầu thú, thiết sĩ lang. Chín đại vương giả khác đều đến, ở giữa theo một thanh niên, đầu buông xuống, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Chính là học sinh chạy trốn của Mi trưởng lão. Lão đại, tên này bị chúng ta bắt được. Mấy bước đi tới trước mặt, Xích Viêm sư khẽ nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Để các ngươi tất cả đều ra ngoài. Hoàng Kim Hùng hổ thú nghi ngờ nhìn qua. Là như vậy. Hổ đầu thú đi tới trước mặt, thiết chảo chỉ Trương Huyền. Tên này không biết dùng thủ đoạn gì, tìm tới mấy danh sư lợi hại, cùng chúng ta chiến đấu ở bên ngoài. Danh sư. Hoàng Kim Hùng hổ thú chớp mắt. Không sai. Thiết sĩ lang cũng tới. Danh sư nào, là thập đại trưởng lão của học viện. Hoàng Kim Hùng hổ thú tiếp tục hỏi. Hình như không phải, chúng ta cũng không nhận ra, nhìn dung mạo cực kỳ lạ lắm, như vậy đi, ta lấy ra thi thể của bọn hắn, để ngươi xem một chút. Thiết bối hùng hừ một tiếng, đi tới cách đối phương không đủ 3 mét. Nói còn chưa dứt lời, vài thánh thú đồng thời gào thét, đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Xích Phiêm sư, hổ đầu thú, thiết sĩ lang, thiết bối hùng, bốn đại thánh thú ở trong vương giả vân vụ lĩnh, đều tính toán là mạnh, đồng thời ra tay. Lực lượng như núi lở đất nứt, giang hà chảy ngược. Hoàng Kim Hùng hổ thú còn không kịp phản ứng, liền bị bốn móng vuốt đánh trúng. Bành! Các ngươi chơi cái gì? Hô một tiếng, hùng hổ thú bay ngược ra, sống lưng đụng gãy mấy thạch nhũ, phun ra từng ngụm máu tươi. Đám thánh thú này đi theo nó hơn ngàn năm, tin tưởng lẫn nhau, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy, trong nháy mắt Hoàng Kim Hùng hổ thú liền bị trọng thương. Lục phủ ngũ tạng trong thời gian ngắn khó khôi phục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rơi xuống đất, Hoàng Kim Hùng hổ thú thở hổn hển, cảm giác lực lượng toàn thân bị đánh mất 8-9 phần 10, hai mắt đỏ thẫm, nhịn không được gào thét. Chủ nhân! Không để ý tới nó giống, Xích Phiêm sư, thiết bối hùng, đồng loạt xoay người, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Ân! Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền không còn chật vật như trước đó, chắp hai tay sau lưng. Ở dưới các thánh thú vây quanh đi ra, tựa như một đế vương cao cao tại thượng. Vân vụ lĩnh 10 đại vương giả, hiện tại đã có 9 cái thần phục ta. Hoàng Kim Hùng hổ thú, ngươi chỉ có 2 con đường có thể đi, một là trở thành thú sủng của ta, 2 là chết. Thần phục, con ngươi hùng hổ thú co rụt lại, khó mà tin được nhìn về phía 9 đại vương giả. Bọn chúng đều là thánh thú, có kiêu ngạo của mình, làm sao sẽ thần phục một nhân loại? Hơn nữa chỉ là tiểu nhân vật tầm phong cảnh. Không chỉ nó kỳ quái, Mi trưởng lão cũng điên rồi. Còn tưởng viện trưởng thật tới đàm phán, đã làm xong tâm lý bị người nhục mạ, không nghĩ tới ra ngoài hơn một canh giờ, 10 đại vương giả thuần phục 9 cái. Xem ra, linh thú phía ngoài khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, đều thành thú sủng. Sớm biết năng lực thuần thú của vị tân viện trưởng này rất cường đại, nhưng như vậy cũng không tránh khỏi quá cường đại, quá nghịch thiên a. Thuần phục như vậy, có khi nào thánh thú, linh thú trên toàn bộ đại lục đều thành thú sủng của ngươi hay không? Nghe theo ngươi phân phó, hắn bên này ngớ ra, đám người Xích Phiêm sư cũng nhìn về phía lão đại trước đó, vương giả mạnh nhất Vân Vũ lĩnh. Thần phục đi, chủ nhân là người có đại bản lĩnh, thần phục hắn, tuyệt đối mạnh hơn ở Vân Vũ lĩnh ra không được. Đúng vậy, chúng ta bị vây ở Vân Vũ lĩnh nhiều năm như vậy, mặc dù nơi này thành lãnh địa của chúng ta, không ai dám vào. Danh sư học viện cũng kiêng kỵ 3 phần, thoạt nhìn rất uy phong, nhưng khác bị nhốt trong lồng ở chỗ nào. Dù sao ta cũng chịu đủ rồi. Không thần phục liền chết, chớ do dự. Chương 1622, Hiến tế Vân Vũ lĩnh 2. Thành thú sủng của Trương Huyền, đã không còn tôn nghiêm của vương giả trước đó, mấy đại thánh thú đồng loạt an ủi. Để ta thần phục, nằm mơ. Thấy tất cả thuộc hạ đều phản bội, Hoàng Kim Hùng hổ thú mặt mũi dữ tợn. Các ngươi không nghi ngờ, vì cái gì nơi này có thể hội tụ nhiều địa mạch linh dịch như vậy, để cho linh thú, thánh thú chúng ta sử dụng mà không suy kiệt sao? Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hoàng Kim Hùng hổ thú gào thét một tiếng, giãy giụa đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, nhảy vào trong ao đã khô cạn cách đó không xa, thanh âm chậm rãi. Hoàng tôn kính, xin ban cho ta lực lượng, diệt trừ những thú tộc phản bội này. Lần này nói không phải ngôn ngữ nhân loại, mà là thượng cổ thú ngữ. Hoàng! Nghe được thú ngữ, Trương Huyền nhíu mày, một dự cảm bất tường từ trong lòng xông ra. Trước đó hắn liền kỳ quái, đồ vật hiếm có như địa mạch linh dịch, coi như địa hình của Vân Vũ lĩnh đặc thù, muốn ngưng tụ nhiều như vậy, cũng không có khả năng,
hiện tại xem ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, linh thú, thánh thú nơi này thực nhiều lắm. Vật cạnh thiên trạch, bất kỳ chỗ nào, số lượng cường giả đều có hạn. Nhiều linh thú như vậy, tu vi đều cao như vậy, muốn nói không khiến người ta kỳ quái, đó là giả. Nghi trưởng lão cũng biến sắc, hắn là thuần thú sư lục tinh đỉnh phong, mặc dù không hoàn toàn biết thượng cổ thú ngữ, nhưng cũng có thể nghe hiểu một chút, lúc này đối phương dùng thú ngữ tiến hành một loại nghi thức, triệu hoán đặc thù nào đó. Một khi thành công, tất nhiên sẽ xuất hiện biến cố. Viện trưởng, tràn đầy lo lắng, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Đừng có gấp, này có khả năng liên quan tới bí mật Ngô Dương Tử tiền bối mất tích mà ngươi nói. Trương Huyền nhíu mày. Thuần phục đám người Xích Viêm Sư, tự nhiên cũng hỏi thăm một ít chuyện, nhưng những người này đều chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi, gần 1000 năm nay mới trưởng thành, chuyện trước đó cũng không rõ ràng. Căn cứ miêu tả của bọn nó, tất cả bí mật đều khống chế ở trên người Hoàng Kim Hùng Hổ Thú. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nắm giữ quyền uy không thể khiêu chiến ở Vân Vũ Lĩnh, là người thứ nhất danh xứng với thực. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, linh khí nồng nặc từ chỗ sâu trong hang núi lăn mình mà đến. Tựa như trời sụp, đè lên mọi người không thở nổi. Nguyên bản trong ao chứa đựng linh dịch, giờ phút này như một tế đàn to lớn, Hoàng Kim Hùng Hổ Thú tựa hồ hiến tế cái gì đó, thu hút cỗ uy áp cường đại này hạ xuống. Thật mạnh! Cảm nhận được cỗ lực lượng này, vẻ mặt mi trưởng lão trắng bệch, cả người kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, cắn răng gắng gượng. Thực sự quá cường đại, đâm thẳng tâm linh, coi như hắn là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, cũng có chút chống chọi không được. Viện trưởng, thực lực như hắn cũng không thể chống cự, viện trưởng làm sao bây giờ? Vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy viện trưởng cách đó không xa, lưng eo thẳng tắp, nhíu mày, lạnh lùng nhìn phía trước, như không có cảm nhận được áp lực. Toàn thân mi trưởng lão chấn động, hắn cũng chống chọi không được, vương giả như Xích Viêm Sư càng là nằm một chỗ, nhưng viện trưởng một chút việc cũng không có, chuyện này sao có thể? Ầm ầm, trong lòng khiếp sợ còn chưa kết thúc, linh khí ở trên không trung. Giống như ngưng tụ thành thực chất, một hư ảnh uyển như xương khói ngưng tụ thành thanh giác long thú, lơ lửng ở phía trên, cho người ta một loại ảo giác nghiền nát linh hồn. Hậu nhân của ta, kêu gọi ta làm gì? Thanh âm hùng vĩ vang lên, nói vẫn như cũ là thượng cổ thú ngữ, nhưng cho người ta cảm giác xuyên việt thời không. Đây là, thượng cổ thú ngữ thuần túy. Mi trưởng lão lạnh cả người. Hậu nhân bắt chước thú ngữ, mặc dù phát âm rất tiếp cận. Nhưng không có loại cảm giác tang thương xuyên thấu lịch sử, thiếu một loại khí thế viễn cổ hồng hoang. Bên tai nghe được thanh âm này, nặng nề, trầm ổn, chỉ bằng vào thanh âm ngữ điệu, liền có thể để vô số linh thú, thánh thú thần phục, nghe xong liền biết, cái hư ảnh này, tuyệt đối là nhân vật tuyệt thế từ thượng cổ sống sót tới nay. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đám người Xích Viêm Sư, hổ đầu thú nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Huyết mạch thánh thú áp chế, ai cũng không có cách nào. Lần nữa nhìn về phía viện trưởng, ý định ngăn cản thay đối phương, để đối phương rời đi, lại thấy hắn vẫn đứng tại chỗ, nhìn hư ảnh trước mắt, nhíu mày, không biết nghĩ cái gì. Hoàng, hậu nhân thỉnh cầu ngươi ban cho ta lực lượng, chém giết những phản đồ này. Hoàng Kim Hùng Hổ thú quỳ rạp xuống đất, dùng thú ngữ hô. Ngươi hiến tế cái gì? Hư ảnh thản nhiên nói. Ta hiến tế vị danh sư lục tinh đỉnh phong này của danh sư học viện, thuần thú học viện viện trưởng, lấy máu tươi của hắn cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Hoàng Kim Hùng Hổ thú hí dài. Danh sư lục tinh đỉnh phong. Hư ảnh lắc đầu. Chưa đủ. Còn có học viên này của hắn. Hoàng Kim Hùng Hổ thú chỉ Trương Huyền, nói xong lại cảm thấy tên này yếu một chút. Chỉ cần Hoàng ban cho ta lực lượng, ta sẽ lập tức phát động đại quân, săn giết càng nhiều danh sư. Thành giao. Nếu như vi phạm lời hứa của mình, người hẳn phải biết hậu quả. Ầm ầm. Nương theo hư ảnh nhàn nhạt nói, một cỗ lực lượng nồng đậm thẳng tắp truyền vào Hoàng Kim Hùng Hổ thú, người sau vốn trọng thương, khí tức liên tục tăng lên. Chương 1623, Hùng Hổ thú cường đại 1. Nhìn một màn này ở trong mắt, sắc mặt mi trưởng lão trắng nhợt. Viện trưởng, đi mau, đây là cưỡng ép tăng lên lực lượng, nếu ngươi không đi liền nguy hiểm. Loại cưỡng ép truyền vào lực lượng này, có thể chữa trị thương thế không nói, thậm chí còn có thể để cho thực lực của Hoàng Kim Hùng Hổ thú nâng cao một bước, thật muốn như vậy, ai cũng trốn không thoát. Nói còn chưa dứt lời, lực lượng của Hùng Hổ thú đã khôi phục lại thánh giả nhất trọng đỉnh phong như trước, không có quá nhiều dừng lại,
đã đột phá cảnh giới, đạt đến thần thức cảnh. Lực lượng cuồn cuộn, khí tức như biển, thần thức cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tu vi một đường chạy như điên. Tất cả vương giả hiệu chung với Trương Huyền thấy cảnh này, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Sớm nghe nói vương giả chân chính của Vân Vũ Lĩnh, nắm giữ lực lượng đặc thù, nhưng không nghĩ tới đáng sợ như thế. Nếu trước thời hạn biết kết quả này, đánh chết cũng không phản bội, bây giờ tốt rồi, làm không cẩn thận tất cả đều chết ở chỗ này. Răng rắc. Thời điểm chúng thú run lẩy bẩy, lực lượng của hùng hổ thú đã đột phá thần thức cảnh, đạt đến thánh giả tam trọng, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Được rồi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hư ảnh trong sơn động hừ một tiếng, chậm rãi tản ra, như chưa hề xuất hiện. Ha ha, bọn phản đồ, hôm nay các ngươi liền bị trừng phạt a. Cảm nhận được lực lượng hùng hậu trên người, hoàng kim hùng hổ thú rít lên một tiếng, móng vuốt bổ xuống, niêm phong lại cửa động, dù ai cũng không cách nào chạy trốn. Nó là vương giả của Vân Vũ Lĩnh, từ trước tới nay nói 102, hiện tại thuộc hạ tập thể phản bội, còn đánh hắn trọng thương, trong lòng sớm đã nổi giận phát điên. Ầm ầm, lực lượng thánh giả tam trọng cuồn cuộn, cả sơn động tựa hồ muốn không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chủ nhân, nhìn thấy nó trở nên cường đại như thế, đám người Xích Viêm sư đều bị dọa đến run lẩy bẩy, cả đám khuôn mặt trắng bệch. Thánh giả tam trọng thai anh cảnh, đan điền hội tụ thành nguyên anh, lực lượng tăng không chỉ một lần, cường đại như thế, coi như chúng nó liên thủ cũng không phải đối thủ. Có thể đoán được, thật muốn chiến đấu, không bao lâu sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào chủ nhân, hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mi Trúc, trước đó để ngươi đáp ứng, lại không đồng ý, hiện tại không chỉ ngươi chết, ta sẽ còn để linh thú phi hành tiến công Hồng Viễn Thành, để danh sư học viện các ngươi trả giá thật lớn. Hoàng Kim hùng hổ thú mặt mũi dữ tợn. Ầm ầm. Hô xong, đi đầu đập tới Mi trưởng lão, khí tức cuồng bạo tạo thành một trưởng ấn to lớn, thẳng tắp hạ xuống. Hồng Diệp thập tam kiếm. Không dám do dự, hét lên một tiếng, trường kiếm của Mi trưởng lão xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không nghênh đón. Vừa ra tay liền dùng tuyệt chiêu mạnh nhất, kiếm mang hình thành lá đỏ, tiếp xúc trường ấn, lập tức vỡ thành bụi phấn, ngay sau đó trường kiếm trong tay Mi trưởng lão răng rắc một tiếng, vỡ thành mấy đoạn, rơi đầy đất. Phốc, chịu đến lực lượng phản phệ, Mi trưởng lão phun mạnh máu tươi, bay ngược ra, lần nữa đâm vào trên vách đá, vẻ mặt như giấy trắng. Vừa rồi hắn thi triển kiếm này, có thể để cho hoàng kim hùng hổ thú lui về phía sau một bước, giờ phút này đừng nói lui về phía sau, ngay cả ngăn cản cũng làm không được. Thực lực của đối phương, đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Coi như tử dương thú tiền bối cùng kim nguyên đỉnh tiền bối liên thủ, chỉ sợ cũng khó chống chọi. Thầy Trương, đi mau. Hắn rít lên một tiếng, mình chết không quan trọng, nhưng viện trưởng không thể có chuyện. Nếu không, toàn bộ học viện sẽ tiếp tục tan rã. Lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đi, ha ha, mê hoặc nhiều thuộc hạ của ta phản bội như vậy, muốn đi, đi được sao? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, hoàng kim hùng hổ thú bay lên, lật tay một cái, nghiền ép xuống. Cẩn thận, Mi trưởng lão cực kỳ lo lắng, hoàng kim hùng hổ thú công kích, ngay cả hắn cũng ngăn cản không nổi. Huống chi viện trưởng chỉ là hóa phàm cửu trọng, cố nén trọng thương trên người, muốn nghênh đón ngăn cản. Còn không có bay lên, liền cảm thấy áp lực cuồng bạo đập vào mặt, tựa hồ muốn nghiền thân thể của hắn thành bụi phấn. Đối phương thực quá cường đại, chỉ bằng vào khí tức, liền để hắn chống chọi không được. Các ngươi ai cũng chạy không được. Hùng hổ thú cười lạnh, bàn tay thô to rơi xuống, mặt đất phát ra thanh âm kẹt kẹt. Như tùy thời không chịu nổi, sụp đổ ra một cái hố to. Viện trưởng, biết không cách nào chống cự, cũng chạy trốn không được, Mi trưởng lão tuyệt vọng. Làm sao cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế. Chạy không thoát, ai nói ta muốn bỏ chạy. Ngay thời điểm hắn cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức, liền cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm, từ trên người thầy Trương mãnh liệt xông tới. Tựa như gió lốc, ầm ầm, bị cỗ sát khí kia xung kích, công kích đầy trời tan thành mây khói, vẻ mặt của hoàng kim hùng hổ thú vốn cực kỳ phách lối, còn không có kịp phản ứng liền nghẹo cổ, đầu lưỡi phun ra. Từ không trung rớt xuống, đâm ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Đỉnh đỉnh, đánh chết hắn cho ta. Chương 1624, Hùng hổ thú cường đại 2. Trương Huyền phân phó một tiếng, Kim Nguyên đỉnh lập tức vọt ra, thẳng tắp đụng tới. Bành! Thanh âm hoàng trung đại lữ vang lên,
Hoàng kim hùng hổ thú bị kim nguyên đỉnh va chạm, lập tức thất điên bát đảo, răng rơi đầy đất, máu tươi lan tràn, hoàn toàn bối rối. Vốn cho rằng nhận được lực lượng của Hoàng Quán Đỉnh, đến thánh giả tam trọng, nhất định có thể huyết tẩy mọi người, để danh sư học viện rung động, nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn chưa kịp phát huy, liền bị một cỗ khí tức kích động linh hồn, đánh từ không trung rơi xuống. Còn nữa, cái thánh khí này là cái quỷ gì? Mặc dù thực lực của đối phương không kém hắn, nhưng thánh khí, phòng ngự vô địch, lại thêm lực lượng cuồng bạo, đánh như thế nào? Bành! Đang không hiểu ra sao, Lô Đỉnh lần nữa gầm thét bay tới, lại đâm một phát. Thanh âm như trời sụp đổ vang lên bên tai, Hoàng Kim Hùng hổ thú mắt tối sầm lại, thân thể to lớn vạch ra một cái hố to, lăn ra ngoài, người đầy bụi bặm cùng đá vụn. Chuyện này, sau khi hùng hổ thú tấn cấp, cũng chống chọi không được. Đám người Xích Viêm sư, hổ đầu thú nuốt nước bọt. Nhìn tình cảnh này, vừa rồi thời điểm Kim Nguyên Đỉnh đánh bọn hắn, là hạ thủ lưu tình. Nếu không khẳng định sẽ bị đâm chết tại chỗ. Đám thánh thú trước đó còn cảm thấy hối hận đều rụt lại, may mắn không có kêu ra, nếu không, nằm ở phía trước chính là bọn chúng. Ha ha, quá sung sướng, rất lâu không dùng toàn lực rồi, tiểu thú thú, ngươi chờ, nhìn đỉnh da của ngươi hôm nay luyện ngươi thành xỉ than. Liên tục hai lần, đụng đến Hoàng Kim Hùng hổ thú suýt chết, Kim Nguyên Đỉnh hưng phấn rít lên một tiếng. Thực lực của nó mạnh mẽ, thánh giả bình thường căn bản không chịu được, cũng chỉ có tên này, mới có thể để cho nó phát huy toàn lực. Cái này, Nghi trưởng lão nháy con mắt, muốn ngất đi. Mới vừa rồi còn cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này. Thay đổi cũng quá nhanh đi. Mặc dù lực lượng của Kim Nguyên Đỉnh mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là thánh khí, không có người sử dụng, khó mà phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cho nên hai bên giao chiến, cũng không cho rằng nó có thể chiến thắng. Cải biến chiến cuộc chính là sát lục chi khí làm người sợ hãi kia. Nó từ đâu tới, nếu như không có đạo khí tức này. Coi như Kim Nguyên Đỉnh tiến lên, khẳng định cũng sẽ bị hùng hổ thú đánh lui, mà không phải đơn phương chịu ngược như hiện tại. Vội vàng nhìn về phía viện trưởng cách đó không xa, chỉ thấy thần sắc hắn thản nhiên, như đã sớm biết sẽ có kết quả này, một chút kinh ngạc thậm chí sợ hãi cũng không có. Trên thực tế, đối với Trương Huyền mà nói, thật đúng là không tính cái gì. Mặc dù Hoàng Kim Hùng hổ thú nhận được Hoàng, Quán Đỉnh, thực lực tăng nhiều, đạt đến thánh giả tam trọng. Nhưng lá bài tẩy của hắn lại không chỉ là Tử Dương thú cùng Kim Nguyên Đỉnh, còn có ngoan nhân càng cường đại hơn. Tên này thôn phệ 1/3 bản chép tay của thầy Khổng, so với thời điểm trước đó mới vừa nhìn thấy còn lợi hại hơn, đừng nói thánh giả tam trọng sơ kỳ, xem như tứ trọng, ngũ trọng, một đạo sát lục chi khí tiến lên, cũng chỉ có phần mê muội, ngã xuống bị đòn. Hoàn toàn không phải đồng cấp, không thể so sánh nổi. Bành 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 bành, Kim Nguyên Đỉnh hưng phấn liên tục đánh tới. Chỉ 7-8 lần, hùng hổ thú liền vết thương đầy người, thoi thóp bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tốt, trước ngừng một chút. Thấy tên này càng đánh càng cao hứng, Trương Huyền vội vàng ngăn cản. Chủ nhân, vừa rồi nó muốn giết ngươi, để cho ta đánh chết là được. Kim Nguyên Đỉnh vẫn chưa thỏa mãn, thật vất vả gặp được một cái kháng đánh như thế, làm sao cũng phải đánh thống khoái a. Trước lưu một mạng, ta còn có việc muốn hỏi nó. Trương Huyền nói. Vừa rồi tế tự hoàng giả, còn có tất cả sự tình kỳ quái của Vân Vũ Lĩnh, còn phải cẩn thận hỏi thăm. Một khi đánh chết, chẳng khác nào mất đi tin tức đầu nguồn. Nghe nói như thế Kim Nguyên Đỉnh mới mặt mũi lộ vẻ tức giận lui xuống. Trương Huyền đi tới trước mặt hùng hổ thú, cúi đầu nhìn sang, khóe miệng không khỏi co giật. Không thể không nói, Kim Nguyên Đỉnh thật ngoan độc, Lô Đỉnh to lớn va chạm đối phương, lúc này hùng hổ thú đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, đâu còn có chút diện mạo vương giả của Vân Vũ Lĩnh. Đầu lâu to lớn nhăn nhăn nhúm nhúm, như một cái bánh bao thịt bị đè xẹp, còn là loại không có nhân bánh kia. Nếu không phải mình kịp thời ngăn cản, khẳng định đã treo ngay tại chỗ. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một chút địa mạch linh dịch rót vào, để nó khôi phục một chút sinh cơ, lúc này mới nhìn qua. Thần phục ta, hoặc chết. Chỉ cần trước để tên này thần phục, mới có thể thu được càng nhiều tin tức, nếu không, nghĩ một đằng nói một nẻo, nói cũng không thể tin. Thần phục, nằm mơ. Mệnh của ta là của Hoàng, chỉ cần dám giết ta, Hoàng, nhất định sẽ báo thù cho ta, thu lại tính mạng của các ngươi. Cảm nhận được thương thế trên người tốt hơn chút ít, Hoàng Kim Hùng hổ thú cắn chặt miệng. Hoàng, Hoàng kia của ngươi, nếu ta đoán không lầm, là một đạo vu hồn không trọn vẹn a. Chỉ vào nó báo thù cho ngươi. Vẻ mặt Trương Huyền cổ quái nhìn qua. Vừa rồi thời điểm Hoàng kia xuất hiện,
chuyên môn dùng minh lý chi nhãn quan sát, hẳn là một vu hồn còn sống. Sở dĩ có thể trợ giúp hùng hổ thú tăng lên lực lượng, hẳn là dùng một loại bí pháp đặc thù nào đó. Vu hồn bí tịch, hắn chỉ lấy được từ hóa phàm cảnh nhất trọng đến cửu trọng. Có thể để cho hùng hổ thú trong thời gian ngắn tăng lên 2 cấp bậc, hoàng, này, chỉ sợ đã đạt đến thánh giả ngũ trọng. Dù chỉ là một đạo tàn hồn, thực lực như thế, có thể bắt lấy, đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Chương 1625, Trương Huyền Thuế Biến 1. Vu hồn, hoàng là thần linh, là thánh thú từ thượng cổ, người dám bất lợi với Vân Vũ Lĩnh, đã xúc phạm tôn nghiêm của nó, khẳng định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, rút linh hồn đi, báo thù cho ta. Hoàng kim hùng hổ thú hét. Xem ra nó cực kỳ trung thành với hoàng kia, thậm chí mang theo tôn sùng nồng đậm. Căn bản không tin tưởng đối phương là vu hồn, mà định nghĩa thành thần linh. Trương Huyền lắc đầu, một cái tàn hồn mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể mạnh bao nhiêu. Thật đáng sợ như thế, cũng không đến mức canh giữ ở Linh Vụ Sơn không xuống được. Nếu như hoàng này mạnh mẽ như ngươi nói, nhìn thấy bộ dạng của ngươi bây giờ, khẳng định đã tới a. Trương Huyền nói, hoàng sẽ không bỏ rơi ta, các ngươi như vậy với ta, nó nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng kim hùng hổ thú hét. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ khủng hoảng. Nó cùng hoàng này, là quan hệ lợi ích, nó hiến tế vật phẩm, đối phương ban cho lực lượng, hoặc địa mạch linh dịch. Coi như thật bị đánh chết, lại chọn một người phát ngôn mà thôi, không có khả năng xuất thủ cứu giúp, bằng không thì cũng không có khả năng trơ mắt, tùy ý nhìn đại đỉnh của đối phương đánh hắn thành cái dạng này. Nhìn ra nó khủng hoảng, Trương Huyền biết mình ly gián có tác dụng, tinh thần khẽ động. Sư giả chi tâm nhúc nhích, sư ngôn thiên bẩm vang lên. Vừa rồi nghe nói người muốn hiến tế ta và mi trưởng lão, chẳng lẽ những năm gần đây, người dùng sinh mệnh danh sư tiến hành tế tự. Tên này mới vừa nói, muốn dùng mi trưởng lão và mình hiến tế, còn cộng thêm tất cả danh sư, đối phương lập tức đáp ứng, xem ra loại giao dịch này đã thành ăn ý, tiến hành rất lâu rồi. Kết hợp với trước đó tới đây, nhìn thấy rất nhiều thi cốt, không khó đoán ra cái gọi là tế tự. Là dùng tính mạng danh sư tới tiến hành. Loại sự tình này liên quan cực lớn, đối phương tất nhiên sẽ không để cho thánh thú khác biết, chỉ có thể hỏi thử xem, có lẽ sẽ nhận được đáp án muốn biết. Ngươi nói bậy. Hoàng kim hùng hổ thú vội vàng lắc đầu, mới nói phân nửa, lập tức nhìn thấy thanh niên trước mắt, thân thể càng ngày càng thẳng tắp, như một thần linh vĩ đại, muốn không thừa nhận nhưng cảm thấy làm sao cũng nói không ra miệng, tiếng nói xoay chuyển, như không khống chế nổi, mở miệng nói. Không sai, hoàng sẽ thôn phệ huyết nhục của danh sư, sau đó ban cho linh dịch, ban cho linh thú thời cơ đột phá. Trước đó Trương Huyền dùng sư ngôn thiên bẩm, chỉ có tác dụng với nhân loại, còn tác dụng với linh thú lại không lớn như vậy, mà bây giờ lĩnh ngộ sư giả chi tâm, thì xem như linh thú cũng có thể tùy tiện bị mê hoặc. Thôn phệ huyết nhục của danh sư. Mi trưởng lão siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy. Vốn cho rằng uy hiếp của thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh, không ảnh hưởng đại cục. Không nghĩ tới lại là ác ma ăn người. Sớm biết như thế, khẳng định sớm đã diệt sát chúng. Đối phương lấy danh sư hiến tế, sợ rằng không biết duy trì liên tục bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu danh sư chết trên tay bọn họ. Những bạch cốt trong sơn động kia, có phải là di thể của danh sư hay không? Vẻ mặt của Trương Huyền cũng khó coi, hỏi tiếp. Phải, cái kia là danh sư bao năm qua xông vào, đều bị hoàng thôn phệ huyết nhục, chỉ để lại một đống bạch cốt. Vì báo đáp, nó cũng dùng đại lực lượng cải biến địa hình, tạo thành một đại trận tự nhiên, hội tụ địa mạch linh dịch, để linh thú ở Vân Vũ Lĩnh càng ngày càng mạnh mẽ. Hùng hổ thú nói tiếp. Mặc dù nó không dám trắng trợn săn giết danh sư, nhưng hàng năm thí luyện mất tích, đủ loại nguyên do biến mất không phải số ít, một năm giết chết mười mấy người, mấy trăm người, dễ như trở bàn tay. Hoàng này đã thôn phệ huyết nhục danh sư, tất nhiên không phải vu hồn đơn thuần, nó ở nơi nào? Lửa giận trong lòng thiêu đốt, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Vu hồn, là linh hồn, muốn sống sót, cần thân thể tầm bổ, nếu không rất dễ bị hồn lực ngũ suy ảnh hưởng, càng ngày càng yếu. Lúc trước sở dĩ mặc hồn sinh có thể sống sót vài vạn năm, là bởi vì cửu thiên liên thai, không có thần vật này, hắn khẳng định đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Có thể sống không biết bao nhiêu năm, còn lấy huyết nhục danh sư làm thức ăn, khẳng định không chỉ là vu hồn đơn giản như vậy. Nó ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, mỗi lần chỉ có ở đây hiến tế, nó mới xuất hiện. Hùng hổ thú nói. Ở đây hiến tế. Trương Huyền cau mày, minh lý chi nhãn nhìn chung quanh. Nơi này trước đó tới qua một lần,
cũng chuyên môn nhìn qua, nhưng không phát hiện cái gì. Hoàng này đã xuất hiện ở đây, tế tự ở đây, chẳng lẽ có chỗ gì đặc thù? Minh Lý Chi nhãn chiếu rọi, chung quanh vẫn không có gì đặc thù, như hang núi bình thường. Đúng rồi, vừa rồi tên kia xuất hiện qua, có thể nhìn ra quỹ tích không? Đột nhiên nhớ tới một việc, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đối phương là vu hồn, vô tung vô ảnh, người khác khẳng định cha không đến, nhưng hắn có Minh Lý Chi nhãn, muốn tìm kiếm, hẳn là có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Tinh thần tập trung, hoa văn trong mắt càng ngày càng nhiều, nhìn sang vị trí trước đó Hoàng xuất hiện, quả nhiên thấy được quỹ tích nhàn nhạt lan tràn trong sơn động. Đỉnh đỉnh, giao tên này cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Thấy có dấu vết lần theo, nên hỏi cũng hỏi xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân đi vào trong sơn động. Hoàng Kim Hùng hổ thú này trợ trụ vi ngược, săn giết danh sư, đã xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, tự nhiên không thể lưu lại. Mặc ta xử trí, quá tốt rồi, ta thích như vậy. Kim Nguyên Đỉnh hưng phấn hét dài một tiếng, trực tiếp nhảy lên, thẳng tắp bay về phía hùng hổ thú. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương hưng phấn nhìn chằm chằm, Hoàng Kim Hùng hổ thú bị dọa đến toàn thân cứng đờ. Thầy Trương, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, xin đừng giết ta, a hát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1625.